Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 27. Thành Chân Thần là thành chính của chân vũ trụ, lúc hai tỷ đệ tới nơi, thần linh đứng chật kín trên tường thành. Thành Chân Thần cực kỳ hùng vĩ, tường cao nghìn trượng, được đắp nên từ một loại tinh thạch đặc biệt, xa xỉ vô cùng. Lúc này, thần linh đứng trên tường thành đông như kiến. Tất cả thần linh đều nhìn xuống hai tỷ đệ ở bên dưới, có kẻ phẫn nộ, có người tò mò, cũng có người tỏ vẻ nặng nề, đương nhiên, phần lớn vẫn là phẫn nộ. Hai tỷ đệ họ lại dám tới đây. Đây là xem thường chân vũ trụ. Diệp Quân nhìn Thành Chân Thần ở đằng xa, trong lòng thầm hỏi, Tháp gia, cha ta từng đánh từ đây vào bên trong à? Tiểu Tháp, đúng vậy. Năm xưa tiểu chủ đã đánh từ đây vào trong, ngày hôm đó, chỉ ở cổng thành thôi đã có đến mấy chục vạn thần linh bỏ mạng, máu chảy thành sông, nghìn năm vẫn chưa khô hết. Nghìn năm chưa khô hết. Diệp Quân nhìn cổng thành rồi bỗng bật cười, tỉ, giết. Đoạn, hắn xông thẳng về phía cổng thành. Không phí thêm bất cứ lời nào. Đã đến đây, chỉ có huyết chiến. Giây phút Diệp Quân xông tới, Diệp An cũng hóa thành một tia huyết quang xông tới. Hai tỷ đệ vừa tới cánh cửa kia thì 70 người trẻ tuổi đã xuất hiện trước cổng thành, dẫn đầu là một thiếu niên mặc áo gấm, bên cạnh hắn ta là Trần Qua. 70 người. Tất cả đều ở cảnh giới tuế nguyệt tiên. Thiếu niên áo gấm dẫn đầu thì ở cảnh giới thần đế. Ngoài ra, bên cạnh hắn ta còn có một cô gái trông mới tầm 18-19, mặc một bộ áo bảo trắng bó sát người, tay phải cầm kiếm. Kiếm tu. Đúng lúc này, giọng nói bí ẩn bỗng lên tiếng, nói tỉ tỉ ngươi cẩn thận chút, chàng trai áo gấm kia là một người luân hồi đấy. Diệp Quân nhíu mày, người luân hồi. Giọng nói bí ẩn, chính là một đại lão tuyệt thế ở kiếp trước, chuyển thế tu lại từ đầu, giai đoạn trước và giữa vô cùng nghịch thiên, dường như không có nút thắt nào trong quá trình tu luyện. Đương nhiên, nhược điểm cũng rất lớn, càng về sau bọn họ càng khó nâng cao, hơn nữa càng về sau, kiếp nạn bọn họ gặp phải cũng khó khăn hơn gấp đôi, vì đại đạo sẽ cộng gộp cả kiếp trước của họ vào. Nhưng ở giai đoạn đầu và giai đoạn giữa, bọn họ là sự tồn tại vô địch tuyệt đối. Sự tồn tại vô địch. Diệp Quân nhíu mày, như thế này có được xem là phạm quy không? Giọng nói bí ẩn, không, vì hắn chuyển thế ở kiếp này, tuổi là tuổi thật, vạch xuất phát cũng giống với mọi người. Sau một thoáng trầm mặc, Diệp Quân nhìn Diệp An, cô ấy nhìn chàng trai áo gấm ta đánh tên này. Cô ấy muốn đánh kẻ mạnh nhất. Diệp Quân đang định lên tiếng thì Diệp An đã xông ra mất rồi. Bù. Một tia huyết quang lóe lên. Thấy Diệp An ra tay, ánh mắt chàng trai áo gấm kia lóe lên sự khinh bỉ, sau đó phất tay áo. Vù. Một mảng huyết quang bị ngăn cản, cùng lúc đó, Diệp An bị đánh lùi liên tiếp tới bên cạnh Diệp Quân. Diệp Quân thấy thế thì sắc mặt trở nên nặng nề, người luân hồi này quả thật không đơn giản. Trên tường thành, đám thần linh hoan hô vang dội. Chàng trai áo gấm nhìn Diệp An, khiêu khích lại. Diệp An không phí lời nào, lập tức biến mất, chàng trai áo gấm ở phía xa cũng chợt tung ra một nắm đấm. Nắm đấm này vừa xuất hiện, thời không xung quanh hắn ta đã lõm vào. Nhưng lúc này, một ngòi bút xuất hiện. Thời không vỡ nát, chàng trai áo gấm liên tiếp lùi sau đó đập mạnh vào trong tường thành khiến bức tường rung lên kịch liệt. Thấy thế, sắc mặt đám thần linh đứng trên tường thành trở nên nặng nề, đồng loạt nhìn Diệp An. Lúc này, trong tay Diệp An cầm một cây bút. Diệp Quân cũng nhìn cây bút đó, thầm kinh ngạc nói, Tháp gia, đây là bút gì vậy? Sao lợi hại thế? Tiểu Tháp, rác rưởi. Diệp Quân sững người. Tiểu Tháp lại nói, cây bút này chẳng có cấp bậc gì đâu, lại còn là một thứ phản phúc. Diệp Quân thầm hỏi, Tháp gia, người biết cây bút này à? Tiểu Tháp không nói gì. Diệp Quân nín thinh. Lúc này, Diệp An bỗng biến mất tại chỗ, thấy cảnh này, chàng trai áo gấm kia nhíu mày, bút đại đạo. Bút đại đạo. Chàng trai áo gấm không dám lơ là, hắn ta xòe tay phải ra, một chiếc gương cổ xuất hiện trong tay hắn ta, nháy mắt, hắn ta biến mất tại chỗ. Một tia sáng trắng lướt qua, bỗng chốc, thời không xung quanh nổ tung, Diệp An và chàng trai áo gấm kia vào trong thời không vô giới. Hết cách rồi. Thời không bình thường không thể chịu nổi sức mạnh của hai người họ. Sau khi Diệp An và chàng trai áo gấm vào trong thời không vô giới,
Diệp Quân nhìn 69 người ở đằng xa, chợt thấy cạn lời. Lại bị đánh hội đồng nữa rồi. Diệp Quân suy tư, thấy hơi hối hận, mình nên đánh kẻ mạnh nhất kia. Lúc này, cô gái kia bỗng bước tới trước một bước, một thanh kiếm phá không gian đâm tới. Diệp Quân vội xuất kiếm. 45 nhát kiếm. Vù. Kiếm quang vỡ nát, Diệp Quân liên tiếp lùi sau mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Quân thấy hơi chấn động. Là Nam Nghịch Thủy. Trên tường thành bỗng có người hô lên. Lời này vừa dứt, bầu không khí huyên náo hẳn lên. Nam Nghịch Thủy. Đệ tử của người chấp pháp thống lĩnh quân cận vệ. Đúng lúc này, giọng nói bí ẩn bỗng lên tiếng, ngươi không được sơ suất, cô gái này đã đột phá phàm cảnh, cảnh giới kiếm đạo cao hơn ngươi, lại còn là một vị cường giả cảnh giới thần đế nữa. Phàm cảnh, cảnh giới thần đế. Diệp Quân thì lại thấy phấn khích, tốt quá. Giọng nói bí ẩn, tốt quá. Nói thật, từ lâu hắn đã muốn đấu một trận với kiếm tu. Đặc biệt là cường giả kiếm tu chân chính. Chỉ khi chiến đấu với cường giả mới có thể nhận ra những khuyết điểm của mình, mới có thể nâng cao thực lực. Ngày nào cũng đánh với mấy kẻ yếu kém, không có tác dụng gì. Diệp Quân nhìn Nam Nghịch Thủy ở phía trước, lúc này, cô ta cũng đang nhìn chằm chằm Diệp Quân. Lúc hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đều không nói gì, cùng lúc biến mất. Vù, vù. Hai tia kiếm quang bỗng vút qua chém về phía đối phương, những nơi kiếm quang đi qua, thời không đều nứt toác, tiếng động chói tai vang lên khiến mảng nhĩ của những thần linh đứng xung quanh đau nhói. Keng! Lúc hai thanh kiếm chạm nhau, cả hai đều cùng lúc lùi ra sau, nhưng chẳng mấy chốc Nam Nghịch Thủy đã dừng lại. Cô ta nhìn Diệp Quân, lúc vừa nhìn thấy Diệp Quân, một thanh kiếm đã phóng tới trước mặt Diệp Quân. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên khiến người ta sởn cả da gà. Diệp Quân vừa đứng vững đã đâm một kiếm ra. Vù! Thanh kiếm của Nam Nghịch Thủy bị cản, nhưng ngay sau đó, một năng lượng thần bí đã xuất hiện. Kiếm vực! Kiếm vực hàn băng! Lúc kiếm vực xuất hiện, Diệp Quân cảm thấy như mình rơi vào hố băng, lạnh tận xương tủy. Diệp Quân thầm thấy kinh hãi, đây là loại vực đáng sợ nhất mà xưa giờ hắn từng gặp, nếu ở lại trong đây một lát nữa là máu xương sẽ đông cứng mất. Lúc này, Nam Nghịch Thủy kia bỗng bước tới trước đâm một nhát kiếm ra. Nhát kiếm này đâm ra khiến nhiệt độ trong kiếm vực đột ngột giảm thấp, cả người Diệp Quân bắt đầu kết băng. Diệp Quân cuống quýt đâm kiếm ra. 45 nhát kiếm. Trong vực bị trấn áp, cực hạn của hắn chỉ đến được 45 nhát kiếm. Nhát kiếm này vừa đâm ra, kiếm quang vỡ nát, Diệp Quân bị đánh bật lại, trong lúc hắn lùi sau, Nam Nghịch Thủy đã lao tới. Chớp mắt đã tới trước mặt Diệp Quân, kiếm vực hàn băng lại xuất hiện. Đối diện với đòn công kích này, Diệp Quân lại dốc hết sức đâm kiếm ra. 45 nhát kiếm. Nhưng lần này hắn dùng kiếm vực và kiếm hồn của mình. Kiếm quang của Diệp Quân lại vỡ nát, hắn lại lần nữa bị đánh lùi lại, hắn còn chưa dừng lại đã có một thanh kiếm đâm tới. Cứ như vậy, Diệp Quân không ngừng lùi sau, hoàn toàn bị áp đảo. Chứng kiến cảnh này, đám thần linh trên tường thành đều thở phào. Bọn họ quá quen với danh tiếng của Diệp Quân rồi, vị này là kiếm tu trẻ tuổi mạnh nhất vũ trụ quan huyên, đã liên tục giết đến mấy vị thiên tài yêu nghiệt trên bảng chân võ của chân vũ trụ, kiếm đạo thì càng thuộc top vô địch thế hệ trẻ của vũ trụ quan huyên. Kiếm đạo của Nam Nghịch Thủy thì chắc chắn là mạnh nhất trong thế hệ trẻ của chân vũ trụ. Bây giờ xem ra, chân vũ trụ đã áp đảo vũ trụ quan huyên. Điều này khiến đám thần linh thấy thoải mái. Mới một lát mà Diệp Quân đã liên tiếp lùi sau gần nghìn trượng. Bấy giờ hắn đã bị kiếm của Nam Nghịch Thủy hoàn toàn áp chế, chỉ có thể phòng ngự bị động, dù có tấn công cũng sẽ bị áp đảo, biến thành phòng ngự. Áp chế kiếm đạo. Áp chế cảnh giới. Vù. Kiếm quang vỡ nát, Diệp Quân lại lần nữa lùi sau mấy trăm trượng, lần này Nam Nghịch Thủy không tiếp tục ra tay nữa. Nam Nghịch Thủy nhìn chằm chằm Diệp Quân, người đang lĩnh ngộ kiếm vực của ta. Đánh đến bây giờ, cuối cùng cô ta đã cảm nhận được điều bất thường, vì tuy chàng trai này bị cô ta áp chế nhưng đối phương vẫn còn sức lực, hơn nữa cô ta phát hiện có vẻ chàng trai này đang nghiên cứu kiếm vực của mình. Diệp Quân không trả lời câu hỏi của Nam Nghịch Thủy mà xông tới trước, đâm một nhát về phía Nam Nghịch Thủy. Chủ động tấn công. Nhìn thấy Diệp Quân chủ động tấn công,
Nam Nghịch Thủy nhíu mày, bây giờ cô ta có thể chắc chắn chàng trai này thật sự đang lĩnh ngộ kiếm vực của mình. Hắn muốn làm gì? Lúc cô ta còn đoán giả đoán non, kiếm của Diệp Quân đã đâm tới, Nam Nghịch Thủy thôi suy nghĩ, đâm một kiếm ra. Lần này, cô ta không dùng kiếm vực nữa. Vù! Kiếm vừa va chạm, cả hai cùng lúc lùi sau, Nam Nghịch Thủy vừa dừng lại đã cau mày, cô ta phát hiện nếu không thi triển kiếm vực thì cô ta sẽ không thể nào áp chế được kiếm của chàng trai này. Kiếm ý và kiếm hồn của Diệp Quân thật sự rất mạnh mẽ. Nam Nghịch Thủy nhìn chằm chằm Diệp Quân, lần này, cô ta không dám khinh suất, nhưng cô ta biết đối phương cũng chưa thi triển vực, xem ra là chưa lĩnh ngộ được, đối phương không ngừng thăm dò vực của cô ta rất có thể là muốn thông qua vực của cô ta để lĩnh ngộ vực của riêng mình. Tuy nghe hơi phi lý nhưng tuyệt đối không thể dùng lối suy nghĩ thông thường để đánh giá một số thiên tài yêu nghiệt được. Mình không làm được, không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Nghĩ đến đây, Nam Nghịch Thủy lại nhìn Diệp Quân, tay phải cô ta siết chặt kiếm rồi khẽ quát kiếm tới. Vù! Bỗng chốc, trong thành vang lên gần trăm vạn tiếng kiếm kêu, sau đó là trăm vạn đạo kiếm quang từ trong thành phóng lên trời. Trăm vạn thanh kiếm cùng bay vút lên trời, đáng sợ đến nhường nào. Thấy thế, Diệp Quân đứng đằng xa nhíu mày, cô gái này không muốn đánh chậm với hắn nữa. Đối phương muốn dùng tuyệt chiêu. Diệp Quân trầm mặc. Đầu óc thông minh nhưng không có cơ hội nâng cao thực lực nữa rồi. Đúng lúc này, Nam Nghịch Thủy bỗng bước tới trước, cầm kiếm chỉ về phía Diệp Quân, chảm. Dứt lời, kiếm vực lại lần nữa xuất hiện. Nhát kiếm này là sát chiêu. Khi kiếm vực xuất hiện, Diệp Quân lại bị trấn áp, cùng lúc đó, trăm vạn thanh kiếm trên trời trút xuống như mưa sao băng. Giây phút này, trời đất mang theo kiếm thế khiếp người. Kiếm thế hàn băng. Trăm vạn thanh kiếm chém tới như muốn chém nát trời đất. Chắc chắn Diệp Quân sẽ không đỡ nổi nhát kiếm này. Đây là một nhát kiếm toàn lực của Nam Nghịch Thủy, hơn nữa còn mượn thế của trăm vạn thanh kiếm. Tất cả thần linh ở đó đều nhìn Diệp Quân với ánh mắt hưng phấn và tràn ngập mong chờ. Nếu Diệp Quân chết ở đây, từ nay về sau, thế hệ trẻ của vũ trụ Quan Huyên đã không còn ai đánh được nữa. Đến lúc đó, thế hệ trẻ của vũ trụ Quan Huyên phải ngoan như cún khi đối diện với chân vũ trụ. Bên dưới, Diệp Quân nhìn vô số thanh kiếm đâm tới rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thời khắc này, hắn cảm giác cả trời đất đều yên tĩnh. Yên tĩnh đến thấu suốt. Vực là gì? Người phụ nữ bí ẩn từng nói với hắn rằng, vì sao không biến kiếm thành vực? Biến kiếm thành vực. Kiếm của hắn bây giờ được ngưng kết từ kiếm ý vô địch, nếu biến kiếm thành vực. Nói cách khác là biến ý thành vực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Biến ý thành vực. Nghĩ đến đây, Diệp Quân mở bừng hai mắt, đâm một kiếm về phía trước, nhát kiếm này đâm ra, vô số kiếm ý vô địch lan tràn ra thời không quanh đó trăm trượng. Bỗng chốc, thời không cuộn trào, sau đó biến thành một khoảng thời không đặc biệt. Vực. Kiếm vực vô địch. Khi vực này xuất hiện, trăm vạn thanh kiếm đã phóng tới. Nhưng vừa vào trong kiếm vực vô địch của Diệp Quân, chúng đã bị trấn áp. Vực. Nam Nghịch Thủy ở phía xa nhìn thấy cảnh này thì nheo mắt lại, lòng thầm chấn động, quả nhiên chàng trai này đang lĩnh ngộ vực. Hơn nữa, hắn đã thành công rồi. Ánh mắt Nam Nghịch Thủy sắc bén, cô ta bỗng biến mất, giết. Đoạn, một thanh hàn kiếm đâm vào trong kiếm vực của Diệp Quân, cùng lúc đó, kiếm vực hàn băng lại lần nữa xuất hiện. Vực đấu vực. Khi hai vực đối đầu nhau, không gian xung quanh vỡ nát tịch diệt. Đồng thời, Diệp Quân và Nam Nghịch Thủy đã vào trong thời không vô giới. Sau khi vào thời không vô giới, Nam Nghịch Thủy bỗng quát lên đầy phẫn nộ rồi đâm kiếm ra, bất chợt, trăm vạn thanh kiếm rung lên kịch liệt rồi phóng về phía Diệp Quân. Lúc này, Diệp Quân cũng xuất kiếm. Đối đầu trực diện. Vào thời khắc Diệp Quân xuất kiếm. Trăm vạn thanh kiếm bị đánh bay. Cùng bị đánh bay với chúng là Nam Nghịch Thủy, kiếm vực hàn băng của cô ta cũng bị kiếm vực vô địch của Diệp Quân trấn áp trong nháy mắt. Kiếm vực, thật ra chính là niềm tin kiếm đạo. Niềm tin kiếm đạo của ai vững chắc hơn thì người đó chiếm ưu thế. Mà niềm tin kiếm đạo của Diệp Quân là gì? Là vô địch. Niềm tin kiếm đạo của hắn chính là vô địch. Hơn thế nữa, niềm tin kiếm đạo của hắn xưa nay đều vô cùng vững chắc.
khi nhìn thấy kiếm vực hàn băng của mình bị trấn áp, ánh mắt nam nghịch thủy kia lộ ra vẻ không thể tin nổi. Kiếm vực của mình lại bị kiếm vực của Diệp Quân trấn áp sao? Diệp Quân này vừa mới lĩnh ngộ kiếm vực mà. Nam nghịch thủy thầm kinh hãi. Ngay lúc này, Diệp Quân bỗng bước tới một bước, kiếm vực bao trùm lấy nam nghịch thủy ở đằng xa. Cảm nhận được điều này, đồng tử nam nghịch thủy rút lại, cô ta bỗng nhún người tung ra một kiếm. Chủ động tấn công. Nhát kiếm này chém ra, hàn quang vạn trượng, nhưng lúc kiếm của cô ta vào kiếm vực của Diệp Quân, tốc độ và sức mạnh đã bị trấn áp trong tích tắc, kiếm thế cũng bị kiếm thế vô địch của Diệp Quân chèn ép. Mà bấy giờ, kiếm của Diệp Quân đâm tới. Một mảng kiếm quang vỡ nát, nam nghịch thủy bị đánh bay ra nghìn trượng, vô số kiếm quang tan biến. Thấy vậy, đám thần linh đứng trên tường thành như hóa đá. Nam nghịch thủy bị trấn áp ngược rồi sao? Sắc mặt tất cả thần linh đều trở nên cực kỳ khó coi. Kiếm tu này lại lĩnh ngộ được trong lúc chiến đấu. Quá ảo. Trong thời không âm giới, tiểu tháp bỗng hỏi, sao hắn cứ phải lĩnh ngộ trong lúc chiến đấu vậy? Người phụ nữ bí ẩn trầm ngâm một hồi rồi đáp, chắc hắn thuộc về loại thiên tài chiến đấu, ta cũng từng gặp thiên tài như vậy rồi, mong muốn nâng cao bản thân trong lúc đánh nhau, đương nhiên, thiên tài kiểu này cũng có một khuyết điểm chí mạng. Tiểu tháp tò mò, khuyết điểm gì? Người phụ nữ bí ẩn, dễ bị đánh chết. Tiểu tháp. Người phụ nữ bí ẩn lại nói, thiên phú của hắn giống với Tiêu Dao kiếm tu, giống quá. Liên tiếp khiêu chiến cường giả, không ngừng nâng cấp bản thân, không ngừng đột phá chính mình. Tiểu tháp im lặng. Đúng vậy. Nó nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Dao kiếm tu trên người Diệp Quân. Diệp Quân nhìn nam nghịch thủy, đang định ra tay thì mấy chục cường giả bỗng xuất hiện bên cạnh nam nghịch thủy. Diệp Quân hơi ngớ người, sau đó nói, đánh hội đồng à. Nam nghịch thủy nhìn chằm chằm Diệp Quân, người cũng có thể gọi người. Diệp Quân nín lặng. Đánh mãi, cô đánh rất cả lòng tự trọng luôn rồi à. Đã vậy thì sao ta phải để ý tới sĩ diện làm gì? Nam nghịch thủy nhìn Diệp Quân chòng chọc, lại nói, Diệp công tử, đừng nói bọn ta ỷ đông hiếp yếu, người cũng có thể gọi người. Gọi người. Diệp Quân nhìn nam nghịch thủy, nói với giọng thật thà. Người nhà họ Dương ta đánh nhau trước nay chưa từng gọi người, chưa bao giờ. Trừ phi, thật sự đánh không lại. Tiểu tháp. Nam nghịch thủy, người không gọi người đúng không? Diệp Quân nhìn thẳng nam nghịch thủy, mẹ ta nói rồi, một người thì ta tự đánh, nhiều người thì cô ta đánh, cô chắc chắn muốn ta gọi người chứ. Nam nghịch thủy, nghe nói trước đây cha ngươi có biệt danh là vua dựa dẫm, thế chắc ngươi là chàng trai vàng trong làng dựa dẫm rồi. Nào, để ta xem chỗ dựa của ngươi thế nào. Diệp Quân khẽ gật đầu, như cô mong muốn. Nghe Diệp Quân nói người nhà họ Dương đánh nhau chưa từng gọi người, tiểu tháp rất muốn phản bác nhưng sau khi nghĩ lại, nó bèn thôi. Bây giờ tiểu chủ đã là sự tồn tại mà nó không thể chọc giận được. Vạ từ miệng mà ra. Nghe Diệp Quân nói vậy, nam nghịch thủy nheo mắt lại, nhưng cô ta không thật sự đợi Diệp Quân gọi người mà lại trực tiếp ra tay. Ong! Cùng với tiếng kiếm kêu, thanh hàn kiếm trong tay cô ta rung lên kịch liệt, một luồng kiếm thế mạnh mẽ bao trùm lấy Diệp Quân, cùng lúc đó 70 cường giả đỉnh cấp đứng bên cạnh cô ta cũng phóng thích ra khí thế đáng sợ của mình. Khí thế của 70 cường giả đỉnh cấp cảnh giới Tuế Nguyệt Tiên và của một vị thần đế, khủng bố đến nhường nào. 71 luồng khí thế vừa xuất hiện đã ép về phía Diệp Quân như trăm vạn ngọn núi lớn, thời không tan nát. Không chỉ thế, uy lực mạnh mẽ còn khiến trời đất cả một mảng trở nên hư ảo. Trời đất xung quanh không thể nào chịu tải nổi sức mạnh của bọn họ. Lúc này, Diệp Quân bỗng giơ tay phải ra, kiếm tới. Ong! Tiếng kiếm kêu vang trời, một đạo kiếm quang đáp trên tay Diệp Quân. Kiếm quang tản ra, kiếm hành đạo xuất hiện. Diệp Quân cầm kiếm hành đạo chém về phía trước một nhát. Vù! Gặp phải nhát kiếm này, 71 luồng khí thế chợt tan biến. Thấy thế, đồng tử nam nghịch thủy rút lại, đôi mắt xinh đẹp ngập tràn vẻ kinh hãi. Bấy giờ, Diệp Quân bỗng biến mất. Vù! Thời không ở đó hệt như một tờ giấy, bị Diệp Quân đâm thủng. Vạn vật trong vũ trụ, khi đối diện với kiếm hành đạo này đều mỏng manh như tờ giấy. Nhìn thấy nhát kiếm này của Diệp Quân, sắc mặt của nam nghịch thủy dẫn đầu nặng nề hẳn đi, lập tức quát lên, cẩn thận kiếm của hắn.
mà nhát kiếm này của Diệp Quân lại đâm thẳng về phía Nam Nghịch Thủy. Nam Nghịch Thủy hoảng hốt, không dám sơ ý, lập tức thi triển kiếm vực hàn băng, nhưng kiếm vực của cô ta vừa xuất hiện đã bị một nhát kiếm chém nát. Một nhát kiếm nhẹ nhàng. Thấy vậy, đồng từ Nam Nghịch Thủy thít lại thành một đường thẳng, không hề do dự, lắc người sang bên ngay tắp lự, tránh khỏi nhát kiếm này. Không đối đầu trực diện. Diệp Quân cũng không tiếp tục đối phó với cô ta mà hóa thành một đạo kiếm quang lao về phía cánh cửa thành, chém một kiếm xuống. Cánh cửa thành kia đổ nát, Diệp Quân không dừng lại mà hóa thành một đạo kiếm quang biến mất. Tới chân thần điện. Mục đích của hắn không phải là giết người, mục đích chính của hắn là tới chân thần điện để dương oai. Nhìn thấy Diệp Quân xông về phía xa, sắc mặt đám Nam Nghịch Thủy tái đi, không do dự gì, lập tức lao tới. Diệp Quân này định đột nhập vào thành. Chỉ tiếc là tốc độ của Diệp Quân quá nhanh, chớp mắt đã biến mất phía xa. Trên đường đi, thế hệ trẻ hoàn toàn không dám ngăn cản Diệp Quân, cũng cản không nổi hắn, vì thanh kiếm Diệp Quân cầm trên tay quá khủng bố. Vì đã có hiệp định nên cường giả thế hệ trước đều không dám ra tay, thế nên chẳng bao lâu sau Diệp Quân đã tới trước một gian đại điện hoành tráng nhất trong thành. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên không đại điện, trên đó có ba chữ lớn, chân thần điện. Tới rồi. Ánh mắt Diệp Quân hưng phấn hẳn lên, tháp ra, ta tới chân thần điện rồi. Ta giết tới chân thần điện rồi. Tiểu tháp do dự rồi nói công bằng thì ngươi thế này không được xem là giết tới đây nhỉ. Diệp Quân lơ đẹp tháp ra, hắn nhìn chân thần điện kia. Trước mấy cột đá phía trước chân thần điện có 12 cường giả mặc giáp bạc đang đứng, khí tức mỗi cường giả đều thâm sâu khó lường, mà lúc này, 12 cường giả đều đang nhìn hắn. Diệp Quân im lặng, hắn biết mình không phải là đối thủ của 12 cường giả này. Vào hay không? Nếu vào, 12 cường giả này ra tay, dù mình có kiếm hành đạo cũng không trụ nổi. Nếu không vào, thì mất mặt lắm. Vào. Diệp Quân nghiến răng, cầm kiếm xông vào. Bây giờ hắn không có cơ hội do dự vì đám Nam Nghịch Thủy đã đuổi tới rồi. Diệp Quân cắm đầu chạy về phía chân thần điện, trong lòng lầm bầm, cha phù hộ con, ông nội phù hộ con, cô phù hộ con, tháp ra. Thôi bỏ đi. Trong lòng hắn loạn lắm, nếu chân vũ trụ chọn ỷ lớn hiếp nhỏ thì chắc chắn hắn không còn đường sống. 3.000 vạn năm mà cha vẫn chưa hạ được chân vũ trụ, mình bây giờ mới 18 tuổi, sao có thể đấu lại chân vũ trụ chỉ dựa vào sức mình được? Hắn hiểu rõ thực lực của mình ở đâu. Trong thế hệ trẻ, hắn có thể ngông cuồng một chút, nhưng với thế hệ trước, hắn phải khiêm tốn. Ngay lúc Diệp Quân định bước vào chân thần điện kia, người phụ nữ bí ẩn bỗng lên tiếng, đừng vào. Nhưng bà ấy nói hơi muộn. Diệp Quân đã xông vào chân thần điện rồi. Bỗng chốc, một mảng kiếm quang vỡ nát, sau đó Diệp Quân bị đánh bay ra ngoài. Diệp Quân bay hẳn nghìn trượng, sau đó đập mạnh xuống đấy, mặt đất nứt toác, đá vụn văng tung tóe. Diệp Quân vội lật người đứng lên, vừa đứng lên, khóe miệng hắn đã rớm máu. Hắn quệt vết máu trên khóe miệng, nhìn đại điện ở phía trước. Ở đó có một người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng đơn giản, hai tay chắp sau lưng, tóc dài buông sau lưng, khí khái hào hùng. Không phải là thế hệ trẻ. Nhìn thấy vậy, Diệp Quân bỗng cười. Chân vũ trụ đã phá vỡ quy tắc trước. Mình có thể nằm nghỉ ngơi rồi. Diệp Quân lấy tháp ra tới lượt thế hệ trước ra tay rồi. Tiểu tháp. Nói xong, Diệp Quân dứt khoát nằm xuống nghỉ ngơi. Tạm thời có thể nằm yên rồi. Mệt quá. Suốt dọc đường đánh tới đây, thật sự quá mệt mỏi. Diệp Quân nở nụ cười, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Mà lúc này, giọng nói bí ẩn chợt lên tiếng, ngươi còn không mau chạy đi. Diệp Quân sững sờ, chạy. Giọng nói bí ẩn, thế hệ trước của họ đã ra tay nghĩa là gì? Nghĩa là bọn họ đã cản được cường giả của Dương tộc rồi. Dương tộc. Diệp Quân sực tỉnh, hắn quay đầu nhìn quanh, sau đó run giọng hỏi, mấy người An tiền bối không theo tới đây sao? Giọng nói bí ẩn, không. Diệp Quân khó hiểu, vì sao? Giọng nói bí ẩn, chắc bọn họ đã bị cường giả của chân vũ trụ cản lại rồi. Bị cản lại rồi. Diệp Quân ngơ ngác, sau đó thì sao? Giọng nói bí ẩn, sau đó ngươi sẽ toi đời. Diệp Quân nuốt nước bọt, đã nói là thế hệ trẻ đánh với thế hệ trẻ,
thế hệ trước đánh với thế hệ trước mà. Giọng nói bí ẩn, bọn họ cũng đang đánh mà, đâu có lừa ngươi. Diệp Quân nín thinh, hắn cảm thấy mình đã bị lừa. Trêu ngươi người ta à? Bây giờ phải làm sao? Gọi cha còn không được mà gọi ông nội. Diệp Quân vội nhìn tháp gia, có phải ngươi nên thể hiện một chút đi không? Tiểu tháp im lặng rồi đáp, ta chỉ là một cái tháp thôi, thật đấy. Nói xong nó hóa thành một tia kim quang chui vào người Diệp Quân. Diệp Quân im bặt, toi rồi. Mình và tỷ tỷ xông vào đây như kẻ ngốc, bây giờ bị bao vây rồi. Dựa vào tháp gia á? Không đáng tin. Dựa vào chính mình, hình như lại càng không đáng tin hơn. Người phụ nữ bí ẩn. Diệp Quân vội nói, tiền bối, người có thể ra tay không? Người phụ nữ bí ẩn, sau này thì có thể, bây giờ thì không. Vẻ mặt Diệp Quân kiểu, người định đợi ta chết rồi nhặt xác ta hay gì? Phía xa, người đàn ông trung niên kia chỉ nhìn Diệp Quân, không ra tay. Lúc này, đám nam nghịch thủy đã vây tới. Thấy Diệp Quân chưa xông vào được chân thần điện, đám nam nghịch thủy chợt thở phào nhẹ nhõm. Nếu Diệp Quân đã xông vào chân thần điện thì bọn họ có chết cũng không rửa hết tội. Lúc này, Diệp Quân bỗng nhìn người đàn ông trung niên kia, cười nói, chân vũ trụ thua không nhận nổi à? Nếu đã đánh không lại thì nói lý trước đã. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân, ta không ra tay với ngươi, trong điện có trận pháp, ngươi tự tông vào trận pháp, không liên quan gì tới ta. Diệp Quân nhìn trong điện, bên trong đó tỏa ra một luồng khí tức năng lượng mạnh mẽ. Đúng là có trận pháp. Lúc này, người đàn ông trung niên bỗng bước tới trước một bước, ông ta nhìn Diệp Quân, kiếm của ngươi hơi khác thường. Diệp Quân bỗng nói, trước thì khiêu chiến đơn, đánh đơn không lại thì các ngươi đánh hội đồng, bây giờ đánh hội đồng không lại thì lại lấy kiếm của ta ra nói. Nói rồi, hắn lắc đầu cười, đây chính là chân vũ trụ à. Là cái chân vũ trụ đã vô địch vô số thời đại đấy sao? Nghe thế, sắc mặt của đám nam nghịch thủy đều trở nên khó coi. Người đàn ông trung niên bỗng nói, ngươi cầm thanh kiếm này, ngươi thấy có công bằng không? Diệp Quân cười nói, ta là kiếm tu, không cầm kiếm thì cầm gì? Người đàn ông trung niên, vậy bọn ta đánh hội đồng thì có sao? Diệp Quân gật đầu, không sao. Nói rồi hắn nhìn nam nghịch thủy, nào, các ngươi cùng lên đi. Các ngươi đánh đơn, ta dùng kiếm hành đạo cũng ngại lắm. Nhưng các ngươi đánh hội đồng, thì ta yên tâm dùng rồi. Nam nghịch thủy trầm lặng nhìn kiếm hành đạo trong tay Diệp Quân. Đúng là cô ta đang kiêng dè thanh kiếm này. Thanh kiếm này giống hệt kẻ biến thái vậy. Ức hiếp người khác quá đáng. Khi Diệp Quân cầm thanh kiếm này, không ai dám đối đầu trực diện với hắn. Lúc này, người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn nam nghịch thủy hiểu ý, bỗng bước tới trước chém một nhát về phía Diệp Quân. Diệp Quân cũng tung một kiếm ra. Kiếm quang của nam nghịch thủy vỡ nát, kiếm khí mạnh mẽ tan biến. Vù! Phía xa, người đàn ông trung niên bị dư chấn còn lại của kiếm khí chém trúng, liên tiếp lùi về sau, lúc ông ta đứng lại, trước ngực đã xuất hiện một vết thương sâu hóm. Nam nghịch thủy vội lùi sang một bên. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân, tuy hai bên đã có hiệp định thế hệ trước không được ra ta. Nhưng không có nghĩa ngươi được ra tay với thế hệ trước, bây giờ ngươi đã ra tay với ta, ta đánh ngươi là ân oán cá nhân, không liên quan gì tới chân vũ trụ. Trong tháp, tiểu tháp không nhịn được, ơ đệch. Giọng nói bí ẩn, chân vũ trụ bắt đầu chơi bẩn rồi. Nghe người đàn ông trung niên nói vậy, Diệp Quân nhíu mày thật chặt, chân vũ trụ các ngươi thật sự không cần chút sĩ diện nào cả à. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quân, là ngươi đánh ta trước. Dứt lời, ông ta bỗng trở tay phải, sau đó ép mạnh xuống. Đồng tử Diệp Quân rút lại. Là đại đế. Là một vị cường giả đại đế. Không dám nghĩ nhiều thêm, Diệp Quân đâm kiếm ra. Chớp mắt, Diệp Quân đã bị một luồng sức mạnh khủng bố đánh ra xa nghìn trượng, sau cùng đập mạnh xuống đất. Mặt đất nứt toác. Người đàn ông trung niên kia nhíu mày, vì ông ta phát hiện kiếm của Diệp Quân đã phá sức mạnh của ông ta. Nhưng dư chấn sức mạnh của ông ta không phải thứ Diệp Quân có thể chống đối được. Diệp Quân bò dậy, toàn thân đầy máu, hắn lấy tiểu tháp ra, run giọng nói, tháp ra, người xem, bọn họ ức hiếp người khác. Người đánh bọn họ đi.
Tiểu Tháp im lặng một lát rồi đáp, ta chỉ là một vật phụ trợ thôi, thật sự không giỏi đánh nhau. Diệp Quân đơ mặt ra. Lúc này, người đàn ông trung niên đã xông về phía trước, đánh một quyền tới chỗ Diệp Quân. Sắc mặt Diệp Quân biến đổi, hắn vội giơ kiếm lên chém. Rầm. Diệp Quân lại bị đánh bay, lần này bay những mấy nghìn trượng. Vừa đáp đất, thân xác của hắn đã nứt toạc, máu tươi đầm đìa. Diệp Quân bò dậy, ngẩng đầu nhìn trời cao, cha ơi. Tiểu Tháp nhắc nhở, sau khi ngươi nâng cảnh giới của ông ta không hề cao hơn ngươi 10 cấp. Diệp Quân. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên định tiếp tục ra tay, Diệp Quân vội nhìn kiếm hành đạo, cô ơi. Không trả lời. Diệp Quân ngơ ngác. Tiêu rồi. Toi đời rồi. Như nhớ ra điều gì, Diệp Quân bỗng ngẩng đầu nhìn trời cao vời vợi, quát lên, ông nội, từ đời của con, nếu có con cái đều sẽ mang họ Dương, cháu chắt của con cũng mang họ Dương, con là người nhà họ Dương. Phía xa, đại đế kia nhíu mày, gọi cha còn không được mà còn gọi ông nội. Ông ta chưa dứt lời. Ong! Một tiếng kiếm kêu vang vọng từ trên trời xanh, ngay sau đó, một tia kiếm quang xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Kiếm quang tản đi, một người đàn ông mặc áo xanh chậm ra bước ra. Người đàn ông mặc áo xanh cười lớn, cháu trai ngoan, ông nội tới rồi đây. Diệp Quân, Tiểu Tháp, đối đầu trực diện với đại đế ư. Diệp Quân đương nhiên không ngu ngốc như vậy. Làm người, quan trọng nhất là phải biết mình là ai, hắn biết rõ bây giờ hắn không thể đánh bại một vị đại đế. Cho dù dùng kiếm hành đạo cũng không được. Bây giờ hắn chưa thể khai phá hết sức mạnh của kiếm hành đạo. Tháp gia không đáng tin. Cha không ở đây. Cô cũng không ở đây. Không còn cách nào khác ngoài việc gọi ông nội. Hắn cũng đang thử vận may, nhưng không ngờ ông nội lại đến thật. Nhưng không phải bản thể tới, mà chỉ là phân thân. Đương nhiên bây giờ hắn cũng không quan tâm nhiều đến vậy, có thể tới là tốt lắm rồi. Vị đại đế kia nhìn kiếm chủ thanh sam, nhíu chặt mày, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Đến cấp bậc như bọn họ, đều có thể cảm nhận được ai là người nguy hiểm. Nhìn kiếm chủ thanh sam trước mặt, ông ta cảm thấy rất nguy hiểm. Sau khi kiếm chủ thanh sam xuất hiện, ông ta nhìn Diệp Quân, mỉm cười. Diệp Quân do dự một lúc rồi nói, ông nội. Kiếm chủ thanh sam cười lớn, ông nội tới rồi đây. Diệp Quân ngơ ngác. Cảm giác người này còn không đáng tin bằng cha. Bây giờ hắn đã hiểu vì sao Tháp gia lại làm quá như vậy, bây giờ hắn đã hiểu thế nào là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Kiếm chủ thanh sam cười nói, cha cháu từng nhắc đến ông với cháu chưa? Diệp Quân lắc đầu, chưa. Kiếm chủ thanh sam cau mày, tên nghịch tử này. Diệp Quân. Kiếm chủ thanh sam quan sát Diệp Quân một lượt, rồi cười nói, cháu khá lắm, nhưng vẫn kém xa ông nội năm đó. Diệp Quân trầm mặc, ông nội này, nhìn không đáng tin chút nào, còn rất khoác lác. Bây giờ hắn đã biết vì sao Tháp gia lại không đứng đắn như vậy. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Kiếm chủ thanh sam định nói gì đó, Diệp Quân đã nói trước, ông nội, đó là đại đế. Vừa nói hắn vừa chỉ vào vị đại đế phía xa. Kiếm chủ thanh sam nhìn vị đại đế kia, rồi cười nói, cha cháu không nói với cháu, ông lợi hại thế nào sao? Diệp Quân suy nghĩ một lát rồi nói, Tháp gia nói ông trước đây nuôi dưỡng cha cháu ở bên ngoài, nói ông không xứng làm cha. Mẹ kiếp! Tiểu Tháp nhảy dựng lên, run giọng nói, đại ca, người đang nói gì vậy? Ta nói như vậy khi nào? Ngươi đừng bịa đặt, xảy ra án mạng đấy. Nghe Diệp Quân nói vậy, nụ cười trên mặt kiếm chủ thanh sam lập tức biến mất. Tiểu Tháp bỗng hoảng sợ. Kiếm chủ thanh sam xòe bàn tay. Tiểu Tháp xuất hiện trong tay ông ấy nhìn Tiểu Tháp, ta đang nghĩ, tại sao con trai ta lại ngỗ nghịch như vậy, luôn có những ý nghĩ xấu xa, thì ra là do ngươi dạy. Tiểu Tháp run rẩy nói, chủ nhân, cho ta mượn 10 lá gan ta cũng không dám. Cháu trai của ngài, rất xấu xa. Kiếm chủ thanh sam không vui nói láo, ta thấy đứa nhỏ này rất hiểu chuyện hơn cha nó nhiều. Tiểu Tháp, ngươi không được nói xấu cháu trai ta. Nếu không ta sẽ trừng trị ngươi. Tiểu Tháp không nói nên lời. Lúc này, vị đại đế kia lên tiếng, các hạ. Kiếm chủ thanh sam quay người phóng kiếm. Phập, đại đế đóng đinh tại chỗ,
không thể động đậy. Lúc này, tất cả mọi người đều hóa đá. Diệp Quân trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Đại đế mà lại bị một kiếm đóng chặt. Ông nội lợi hại vậy sao? Kiếm chủ Thanh Sam nhìn vị đại đế kia, không vui nói, ông cháu ta đang nói chuyện, người xen vào làm gì? Đại đế nhìn kiếm chủ Thanh Sam với vẻ sợ hãi. Một nhát kiếm. Ông ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị một kiếm đóng chặt. Đây là thực lực gì vậy? Ông ta là đại đế đấy. Đại đế. Lúc này, ông ta vô cùng hoang mang. Ngoài kiếm chủ nhân gian trong vũ trụ quan huyên, còn có cường giả đáng sợ vậy sao? Đám cường giả chân vũ trụ xung quanh cũng hóa đá tại chỗ. Kiếm chủ Thanh Sam nhìn Diệp Quân, cười nói, đừng kinh ngạc, đại đế cũng chỉ là con kiến mà thôi. Diệp Quân trầm mặc, hắn biết ông nội đang ra vẻ, nhưng hắn không thể phản bác. Quả thực như con kiến. Kiếm chủ Thanh Sam nhìn kiếm hành đạo trong tay Diệp Quân, Diệp Quân cười nói, đây là kiếm hành đạo, rất lợi hại. Kiếm chủ Thanh Sam bình tĩnh nói, lợi hại cái gì, chỉ là một thanh kiếm đều mà thôi. Kiếm hành đạo chợt run rẩy. Sắc mặt Diệp Quân cũng thay đổi, kiếm hành đạo sắp phát điên rồi. Kiếm chủ Thanh Sam lại cười nói, sao thế, ngươi định một chọi một với ta à? Nào, đến đây, để ta xử ngươi. Kiếm hành đạo không nói nên lời, trốn vào trong nội thể Diệp Quân. Người đàn ông này thật không biết xấu hổ, ức hiếp cả một thanh kiếm, vì vậy trốn đi trước thì hơn. Thấy kiếm hành đạo trốn đi, Diệp Quân sững sờ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy kiếm hành đạo kinh sợ đến vậy. Xem ra ông nội còn mạnh hơn hắn nghĩ rất nhiều. Diệp Quân trợn tròn mắt, phải nịnh nọt mới được. Phải khiến ông nội hài lòng. Nghĩ vậy, Diệp Quân kinh ngạc nói, ông nội, đó là đại đế đấy, vậy mà ông lại giết ông ta trong nháy mắt. Trời ơi, ông nội, ông, thật lợi hại. Tiểu tháp, ha ha, kiếm chủ Thanh Sam cười lớn, nhóc con không cần nịnh nọt. Ông nội không trúng kế này đâu. Diệp Quân cười khổ, đại đế giống như một vị thần trong lòng cháu, nhưng ở trước mặt ông nội, lại không có lực đánh trả. Hắn vừa nói vừa lắc đầu, ông nội, cháu làm ông mất mặt rồi. Kiếm chủ Thanh Sam cười nói, đừng nản lòng, cháu còn trẻ, khi bằng tuổi cháu thì ông đã tiến xa rồi, ừ, mặc dù khi bằng tuổi cháu, ông đã lợi hại hơn cháu rất nhiều, nhưng cũng bình thường thôi. Dù sao ông cũng là thiên tài tuyệt thế trăm vạn năm có một. Tiểu tháp câm nín. Nếu không phải năm đó ta đi theo ngài thì đã bị ngài lừa rồi. Có điều phải nói, trong ba đời nhà họ Dương, người tài giỏi nhất chắc chắn là Diệp Quân. Cha và ông nội hắn đều không đuổi kịp. Hơn nữa, kiếm chủ nhân gian không phải khổ sở bình thường, mà cả ngày đều bị đuổi đánh. Đến đầu cũng gần mất luôn. Nghe vậy, Diệp Quân do dự nói, ông nội, cháu hơi tò mò, cường giả tuyệt thế như ông vốn dĩ phải nổi danh khắp nơi, sao cháu lại chưa từng nghe đến ông? Kiếm chủ Thanh Sam cười, cháu chưa từng nghe đến ra là vì kẻ thù của ông ở thế hệ đó đều bị giết hết rồi. Diệp Quân sững sờ. Kiếm chủ Thanh Sam cười nói, ông hỏi cháu một câu, cháu thành thực trả lời cho ông. Diệp Quân gật đầu, ông hỏi đi. Kiếm chủ Thanh Sam cười tủm tỉm, cháu vừa nói từ đời cháu, tất cả con cháu đều họ Dương, xem ra cháu biết vài chuyện giữa ông và cháu nói xem, là cha cháu sai hay ông sai. Diệp Quân ngẩn người, câu hỏi khó đây rồi. Tiểu tháp cười lớn, rất hả hê. Diệp Quân nói, tháp gia nói lúc đầu ông rất vô nhân đạo. Tiểu tháp, kiếm chủ Thanh Sam hơi nheo mắt, mặc dù vẫn cười nhưng hơi lạnh lùng. Diệp Quân vội vàng nói tiếp, nhưng cháu nghĩ là đàn ông thì chịu khổ chút cũng không sao, chỉ là cháu thấy tháp gia nói cũng có lý, nuôi dưỡng ở bên ngoài không tệ, nhưng không thể nuôi dưỡng ở bên ngoài một cách không có não được. Dù sao kẻ thù cũng quá mạnh, nuôi tự do quá sẽ không chống lại nổi. Đây đều là những gì tháp gia nói, cháu thấy cũng có lý. Tiểu tháp, giọng nói bí ẩn cười nói, tiểu tháp, người phải gánh chịu tất cả. Tiểu tháp gục ngã. Nghe vậy, kiếm chủ Thanh Sam cười lớn, đây đều là ý của cháu nhỉ, Diệp Quân cười, ông nội, chúng ta là người một nhà không nói xấu nhau. Thành thật mà nói, nuôi dưỡng ở bên ngoài cũng không sai, dù sao luyện từ cấp thấp trở đi cũng sẽ luyện được tính kiên nhẫn, sau này sẽ làm nên việc lớn. Giống như ông nội, ông đi được đến ngày hôm nay,
chắc hẳn ngày xưa đã phải chịu khổ rất nhiều, đúng không? Kiếm chủ Thanh Sam nói, đúng vậy. Diệp Quân gật đầu, ông nội nuôi cha ở bên ngoài, là hy vọng cha có thể đạt tới tầm cao như ông nội, điều này chắc chắn không sai. Nghe vậy, nụ cười trên mặt kiếm chủ Thanh Sam càng tươi rói, nhìn đứa cháu trai trước mặt càng thuận mắt hơn. Diệp Quân nói tiếp, nhưng ông cũng nên chú ý một chút, đến tình cha con, chắc hẳn ông nội rất ít khi ở cùng cha giống như ông cháu ta đang tâm sự phải không? Kiếm chủ Thanh Sam trầm mặc. Diệp Quân nói tiếp, thật ra cháu nghĩ cha sẽ không trách ông nội nuôi dưỡng ông ấy ở bên ngoài đâu, điều ông ấy trách là từ nhỏ đến lớn chưa từng cảm nhận được tình thương của cha, đây mới là điều ông ấy quan tâm. Cha không hề sợ khổ, nhưng ông nội chưa từng ở bên bầu bạn cùng ông ấy. Hắn ngập ngừng một lát rồi hỏi, ông nội cũng bị nuôi dưỡng ở bên ngoài sao? Kiếm chủ Thanh Sam gật đầu. Diệp Quân chợt câm nín. Gia tộc bọn họ biến thái vậy sao? Diệp Quân nghĩ một lát rồi nói, cháu nghĩ bầu bạn là điều quan trọng nhất, trước đây cháu chưa được gặp ông, nên không có bất kỳ tình cảm nào với ông, chỉ cảm thấy đó là cách gọi mà thôi. Nhưng bây giờ, cháu gặp nạn, ông nội lập tức ra tay giúp đỡ, khiến cháu cảm nhận được tình cảm gia đình, vì vậy ông nội không chỉ là một danh xưng nữa, mà là một loại tình cảm, một giọt máu đảo hơn ao nước lã. Vì vậy cháu nghĩ ông cháu ta nên nồi dưỡng tình cảm nhiều hơn, ông có thể để lại cách liên lạc cho cháu không? Tiểu Tháp, giọng nói bí ẩn, kiếm chủ Thanh Sam cũng sững sờ. Trước đó nghe còn thấy cảm động, nhưng càng nghe lại càng cảm thấy có gì đó không ổn. Kiếm chủ Thanh Sam nghiêm túc nhìn Diệp Quân, sao ông ấy có thể không biết thằng nhóc này đang nghĩ gì được, ông ấy cười lớn nói, thằng nhóc này, ha ha. Diệp Quân nghiêm túc nói, ông nội, sau này cháu muốn gặp ông thì phải liên hệ với ông thế nào? Hắn đã cố gắng hết sức rồi. Chết tiệt. Không thể không tìm chỗ dựa được. Không tìm chỗ dựa sẽ bị đánh chết mất. Kiếm chủ Thanh Sam cười nói, đừng nghĩ những điều vô nghĩa nữa, nâng cao thực lực cho tốt đi. Về phần những thứ khác thì cháu yên tâm, dù sao cháu cũng là cháu trai của ông, sao ông có thể để người khác bắt nạt cháu chứ? Diệp Quân trầm mặc, không cam lòng. Đang định nói tiếp thì kiếm chủ Thanh Sam đã điểm nhẹ, một tia kiếm quang đã xuyên qua lông mày hắn. Bỗng chốc, vô số thông tin tràn vào trong thức hải của hắn. Diệp Quân kinh ngạc, đây là... Kiếm chủ Thanh Sam cười nói, một môn kiếm kỹ, thích hợp với tu luyện của cháu. Kiếm kỹ. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Đúng lúc này, kiếm chủ Thanh Sam nói, ông phải đi rồi. Diệp Quân vội vàng nói, ông nội, đợi đã, chúng ta trò chuyện thêm chút nữa. Vừa nói hắn vừa kéo kiếm chủ Thanh Sam về phía chân thần điện phía xa chân thần điện. Cũng đã đến rồi, có thế nào cũng phải đi vào chân thần điện dạo một vòng, nếu không sau này ra ngoài sao có thể khoác lác được chứ. Mà nếu có thể vào được chân thần điện thì xét về mức độ nào đó, mình cũng xem như đã hơn cha rồi. Dù sao năm đó cha cũng không thể vào được chân thần điện. Kiếm chủ Thanh Sam cũng không từ chối, nhìn Diệp Quân trước mặt, gương mặt tràn đầy nụ cười, chỉ cảm thấy rất thân thiện. Đứa cháu trai này rất hợp ý ông ấy. Lúc này cường giả xung quanh chân thần điện đều đang nhìn chằm chằm hai ông cháu Diệp Quân, tất cả cường giả ở chân vũ trụ như gặp phải kẻ địch mạnh. Dĩ nhiên họ không kiêng dè Diệp Quân mà là kiêng dè kiếm chủ Thanh Sam. Một phân thân, một nhát kiếm có thể khóa chặt một đại đế. Thực lực này đáng sợ đến thế nào? Nhưng ngay lúc này, bỗng có mười mấy khí tức cực kỳ đáng sợ xuất hiện trong chân thần điện. Kiếm chủ Thanh Sam rất bình tĩnh, không nói gì. Đúng lúc này, đại đế bị khí kiếm ghim chặt đó bỗng nói, lui xuống. Lui xuống. Ông ta biết không ai ở đây có thể ngăn được kiếm chủ Thanh Sam. Ép buộc ngăn cản, chỉ đành hy sinh vô ích. Nghe đại đế nói thế. Mặc dù không cam lòng nhưng các cường giả chân vũ trụ trong điện đều lần lượt lui xuống. Tấn công vào lúc này thì chỉ có thể nói là mất não. Cứ thế Diệp Quân dẫn kiếm chủ Thanh Sam đi vào chân thần điện, toàn bộ chân thần điện cực kỳ rộng, trong điện chỉ có bức tượng của một người phụ nữ mặc một bộ váy vải bố đơn giản, bím tóc khá dài, ôm một con mèo trong lồng ngực. Chân thần. Diệp Quân nhìn bức tượng đó, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Hắn biết đây có lẽ là chân thân lớn mạnh đến mức vô địch đó của chân vũ trụ. Diệp Quân bỗng nhìn kiếm chủ Thanh Sam, ông nội,
có đánh lại bà ta không? Kiếm chủ Thanh Sam nói, cháu đoán xem. Diệp Quân cười nói, ông nội vô địch. Ha ha. Kiếm chủ Thanh Sam bật cười, ông ấy nhìn bức tượng đó không nói gì. Diệp Quân vẫn khá tò mò, tiếp tục thăm dò, mấy nhát kiếm có thể giết được bà ta. Kiếm chủ Thanh Sam xoa đầu Diệp Quân, sau đó cười nói, ông biết cháu đang có ý đồ gì nhưng ông nói cho cháu biết, người phụ nữ này không đơn giản, hơn nữa bà ta quả thực là một thần linh rất lợi hại. Tất nhiên, nếu bà ta dám ỷ lớn ăn hiếp nhỏ cháu, ông nội sẽ ra mặt, đến lúc đó ông sẽ mặc kệ hết mọi thứ, ai cũng đừng hòng động đến cháu trai của ông. Những lời kiếm chủ Thanh Sam nói khiến Diệp Quân vô cùng cảm động. Hắn nhận người ông nội này rồi đấy. Tổ tiên còn người tài nào nữa thì cũng nhận hết. Kiếm chủ Thanh Sam lại nói, điểm xuất phát của cháu rất cao nên cần phải vững vàng, rất nhiều chuyện vẫn phải tự mình đối mặt, dù sao con đường của cháu cũng chỉ có mình cháu đi, hiểu không? Diệp Quân khẽ gật đầu nhưng không đáp lời. Tự mình đi. Ghi điểm. Tình hình như vừa rồi thì vẫn không thể tự mình đi được. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quân, kiếm chủ Thanh Sam lắc đầu khẽ cười, thằng nhóc cháu đấy, tâm tư của cháu còn nhiều hơn cả cha cháu nữa. Diệp Quân do dự một lúc rồi nói, đến mức độ nhất định có phải sẽ lạnh nhạt với tất cả mọi thứ trên đời không? Ánh mắt kiếm chủ Thanh Sam lóe lên vẻ ngạc nhiên, tại sao cháu lại nghĩ như thế? Diệp Quân trầm giọng nói, trong sách nói vậy. Kiếm chủ Thanh Sam, đúng là sẽ như thế. Nói đến đây ông ấy bỗng nhìn Diệp Quân, cháu nghĩ đại đế rất mạnh, đúng không? Diệp Quân gật đầu. Đại đế quả thật rất lợi hại. Dù cho hắn có kiếm hành đạo cũng không phải là đối thủ của đối phương. Kiếm chủ Thanh Sam nhìn vị đại đế bị ghim chặt ở bên ngoài, sau đó cười nói, người này đã được coi là cường giả đỉnh cấp nhất ở vũ trụ này, nhưng ở trong mắt ông ta chỉ nhỏ bé như một con kiến. Nếu không phải do ông ta ỷ lớn ăn hiếp nhỏ thì ông cũng không có hứng thú ra tay với ông ta. Diệp Quân lặng thinh không đáp. Ông nội đang khoe khoang sao? Không. Hắn nghĩ ông nội thật sự rất lợi hại. Kiếm chủ Thanh Sam lại nói, tu đạo cũng như việc uống nước vậy, nóng lạnh tự khắc chỉ có bản thân mình biết. Đời người cần một quá trình này bắt buộc tự mình trải nghiệm, cũng giống như cháu đi từ Quan Huyên đến đây. Thực lực cũng tăng lên không ít chứ nhỉ? Diệp Quân gật đầu, vâng ạ. Đúng là như thế, trên đường đi đến đây, mặc dù chịu rất nhiều khổ sở nhưng phải nói là thực lực của hắn cũng đã tăng lên rất nhiều. Kiếm chủ Thanh Sam cười nói, nếu lúc đầu ông ra tay giúp đỡ cháu thì liệu cháu có được như hôm nay không? Diệp Quân im lặng không nói. Kiếm chủ Thanh Sam mỉm cười, vui buồn tan hợp, đủ loại cảm xúc đều phải trải qua một lần. Nếu không trải qua biệt ly sẽ không có niềm vui khi được hội ngộ, nếu không trải qua chết chóc thì sẽ không biết giá trị của cuộc sống. Ông ấy khẽ cười, sau đó nói, những lời nói văn vẻ nho nhã lại chẳng khiến người thoải mái chút nào, nói một cách đơn giản, ông nghĩ chỉ cần cháu không bị đánh chết thì nên chịu khổ một chút, như vậy cháu mới có thể trưởng thành nhanh hơn. Diệp Quân cạn lời. Hắn nhận ra ông nội của hắn hơi cực đoan. Bây giờ hắn cũng hiểu được tại sao cha lại hơi đối địch với ông nội. Nếu đây là cha mình cũng không muốn nhận. Vô lý hết sức. Đương nhiên hắn cũng có thể cảm nhận được lúc còn trẻ, có thể ông nội từng bị đả kích gì đó hoặc thời thơ ấu bất hạnh nên mới cực đoan như vậy. Lúc này, kiếm chủ Thanh Sam phủi bụi trên vai Diệp Quân, sau đó khẽ nói, năm đó ông nuôi cha của cháu ở bên ngoài, mặc dù lúc đầu là có ý tốt nhưng cách này quả thật quá mức cực đoan. Vì có một số việc không nên để nó gánh vác, đây cũng là chuyện mà ông cảm thấy khá hối hận. Diệp Quân cười nói, vẫn còn cơ hội để sửa chữa mà. Kiếm chủ Thanh Sam sửng sốt, nói, sửa chữa, tháp giới vực. Diệp Quân nhanh chóng gật đầu, nghiêm túc nói, đúng thế, tuy chuyện của con trai đã không thể cứu vãn được, nhưng không phải còn có cháu trai của ông sao. Sau này ông cháu ta có thể cùng nói chuyện nhiều hơn, cải thiện tình cảm mối quan hệ. Tiểu tháp. Nghe Diệp Quân nói thế, kiếm chủ Thanh Sam bật cười, một lúc sau ông ấy nhìn Diệp Quân lắc đầu mỉm cười. Thằng nhóc này láu cá hơn cả cha nó, xem ra vẫn chưa chịu khổ đủ. Nghĩ đến đây, kiếm chủ Thanh Sam bỗng truyền âm bằng huyền khí cho tiểu tháp, sau này để thằng nhóc này chịu khổ nhiều hơn, đừng để nó trở nên ba hoa láu cá, nó có tiềm năng làm vua dựa dẫm đấy. Tiểu tháp vội nói, vâng, rất được ạ.
nó giơ hai tay hai chân tán thành việc này. Lúc này Diệp Quân bỗng hỏi, ông à, ông thấy cháu nói thế nào? Kiếm chủ Thanh Sam nhìn Diệp Quân, nghiêm túc nói hay lắm, ông cháu ta nên nói chuyện nhiều hơn, cải thiện tình cảm. Diệp Quân nhanh chóng luyện sát khi còn nóng, vậy ông có thể để lại cách liên lạc không? Nếu cháu gặp, ồ, ý của cháu là nếu cháu nhớ ông thì có thể liên lạc với ông bất cứ lúc nào. Kiếm chủ Thanh Sam chớp mắt nói, đến lúc đó nếu cháu muốn liên lạc với ông thì cứ hỏi tiểu tháp, nó biết liên lạc với ông thế nào. Diệp Quân lại hơi do dự. Tháp gia không đáng tin, đó là điều ai cũng biết. Ngay lúc này một âm thanh cực lớn vang lên giữa không trung ở đằng xa. Diệp Quân vội thu lại suy nghĩ, sau đó nhìn kiếm chủ Thanh Sam, ông vẫn chưa từng gặp tỷ tỷ của cháu nhỉ, gặp một chút không ạ? Kiếm chủ Thanh Sam gật đầu, ừ. Nói rồi hai ông cháu đi ra ngoài. Lúc ra khỏi điện, Diệp Quân quay đầu lại nhìn bức tượng chân thần đó. Lần sau gặp người phụ nữ thì phải thô tục một chút, không thể cứng nhắc. Không đúng. Diệp Quân đỏ mặt, mình dùng từ cũng hơi thô tục rồi. Đều là do tháp gia dạy hư. Ra khỏi đại điện, kiếm chủ Thanh Sam ngẩng đầu lên nhìn không trung, lúc này Diệp An và người đàn ông luân hồi chuyển thế đó vẫn còn đang đánh nhau. Không thể không nói thực lực người đàn ông luân hồi chuyển thế đó rất nghịch thiên, dù đối mặt với Diệp An nhưng gã vẫn không rơi vào thế yếu. Lúc này như cảm nhận được gì đó, người đàn ông luân hồi chuyển thế đó bỗng quay đầu lại nhìn kiếm chủ Thanh Sam bên dưới, ngay sau đó một luồng kiếm khí lao đến. Vèo! Người đàn ông còn chưa phản ứng kịp thì đã bị một nhát kiếm này ghim chặt tại chỗ. Gương mặt người đàn ông đầy vẻ khó tin. Mình là ai? Mình sao thế này? Lúc này đầu óc gã trống rỗng. Diệp Quân ở đối diện người đàn ông quay đầu lại nhìn xuống bên dưới, lúc nhìn thấy kiếm chủ Thanh Sam, cô ấy sửng sốt. Kiếm chủ Thanh Sam vung tay lên, Diệp An lập tức xuất hiện trước mặt ông ấy và Diệp Quân. Diệp An nhìn kiếm chủ Thanh Sam, không lên tiếng. Diệp Quân bước đến trước mặt Diệp An, kéo tay áo cô ấy, gọi ông nội đi. Diệp An nhìn kiếm chủ Thanh Sam không nói gì. Diệp Quân nói, tỷ tỷ, ông vừa giết một đại đế đấy. Diệp An nhìn đại đế bị ghim ở chỗ kia, do dự một chốc rồi nói, ông nội. Diệp Quân lau mồ hôi lạnh, trực giác mách bảo hình như tỷ tỷ này có gì đó không ổn, như muốn đánh ông nội vậy. Kiếm chủ Thanh Sam nhìn Diệp An, sau đó cười nói, huyết mạch đã thức tỉnh rồi à? Diệp An gật đầu, vâng. Kiếm chủ Thanh Sam ngẫm nghĩ một lúc rồi búng ngón tay, một giọt máu lao vào giữa trán Diệp An. Vèo! Thoáng chốc một tia sáng màu đỏ như máu bùng phát trong người Diệp An, tia sáng màu lao lên trời dung nhập vào tầng mây, cả bầu trời bỗng chốc trở thành biển máu, cực kỳ đáng sợ. Vẻ mặt Diệp Quân trở nên nghiêm trọng, khí tức huyết mạch đáng sợ quá. Kiếm chủ Thanh Sam nhìn Diệp An hai mắt đỏ như máu, cười nói, ông đã thăng cấp cho sức mạnh huyết mạch của cháu, còn cuối cùng có thể đạt đến mức độ này thì phụ thuộc vào bản thân cháu. Diệp An siết chặt hai tay, chậm rãi áp chế tà khí và sát khí trong người, một lúc sau cô ấy nhìn kiếm chủ Thanh Sam, cảm ơn. Kiếm chủ Thanh Sam nhìn Diệp An, cười nói, hình như cháu hơi bất mãn với ông phải không? Diệp An bình tĩnh nói, không dám. Kiếm chủ Thanh Sam mỉm cười, con bé này, là người nhà họ Dương, nếu có gì bất mãn thì cứ nói thẳng, ông nội cháu không phải là người hẹp hòi. Diệp An nhìn kiếm chủ Thanh Sam, sau đó nói, dưới vực tháp nói ông từng mặc kệ sự sống chết của cha, đến nỗi cha phải trải qua tình cảnh cực kỳ thảm, đây là thật sao? Tháp giới vực. Kiếm chủ Thanh Sam chớp mắt, sau đó xòe bàn tay ra, thoáng chốc tháp giới vực bay vào trong tay ông ấy. Kiếm chủ Thanh Sam nhìn tháp giới vực trong tay, bình tĩnh nói, tháp này hơi lạc hậu, ông cải tạo lại giúp cháu, để cháu dùng thoải mái hơn. Ông ấy bỗng dùng ngón tay vẽ một đường, vô số kiếm quang rơi lên tháp giới vực. Tháp giới vực đó bị kiếm quang bao vây, ông ấy dùng lực đạo rất tốt, mỗi một kiếm quang rơi trên đó cũng chỉ để lại một vết kiếm, nhưng lại không bị hư hại gì, ông ấy khống chế sức lực rất tốt. Không lâu sau Diệp Quân và Diệp An nghe thấy từng tiếng gào thét thê lương. Hai tỷ đệ đều lặng thinh không nói. Kiếm chủ Thanh Sam nhìn hai tỷ đệ, cười nói, không sao cả, quá trình này hơi đau đớn, qua rồi sẽ ổn thôi. Nhưng tiếng gào thét đó lại càng lúc càng thảm thiết, đúng là khiến người ta nghe thôi cũng mất hồn.
hai tỷ đệ đứng đó không dám động đậy. Tiểu Tháp im lặng không nói. Nhà các ngươi đúng thật là một gia đình chuyên gài bẫy các tháp. Phải nói rằng tiếng hét chói tai kia thật sự khiến da đầu người ta tê dại. Thật thê thảm. Hai tỷ đệ Diệp Quân cũng bất động. Diệp Quân hơi ngượng ngùng, người ông nội này hình như không phải người tốt. Diệp An cũng im lặng, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, kiếm chủ Thanh Sam chợt dừng lại, ông ấy xòe bàn tay ra, tháp giới vực bay đến trước mặt Diệp An. Diệp An nhìn kiếm chủ Thanh Sam, ông cải tạo lại rồi sao? Kiếm chủ Thanh Sam gật đầu, bình tĩnh nói, ông giúp nó đổi hồn rồi. Diệp Quân sững sờ. Diệp An cũng ngẩn người. Tiểu Tháp còn đổ mồ hôi ròng ròng. Thay luôn hồn khác. Điều này tương đương với cái gì? Tương đương với việc bị giết chết. Nó biết chủ nhân nổi giận rồi. Thật sự tức giận. Bây giờ chủ nhân rất ít khi tức giận, nhưng một khi tức giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Kiếm chủ Thanh Sam nhìn Diệp Quân, chuyện nhà họ Dương, đóng cửa lại nói thế nào cũng được, nó chỉ là một cái tháp rách nát mà cũng dám gây chuyện thị phi, thật không biết chừng mực, chuyện này nó có thể nhúng tay vào sao. Diệp An trầm mặc, cô ấy vô cùng xa lạ với người ông nội này, chỉ nghe nói ông nội tính tình không tốt, bây giờ xem ra quả thực không tốt thật. Kiếm chủ Thanh Sam nhìn Diệp An, bình tĩnh nói, nếu cháu không muốn đổi về họ Dương thì tùy cháu. Ai coi ông là người thân thì ông sẽ coi người đó là người thân, và ngược lại. Ông nội nổi giận thật rồi. Cũng bình thường thôi. Chuyện của Diệp Huyên và ông ấy là chuyện của hai cha con họ. Diệp Huyên có thể oán hận ông ấy không có gì để nói, nhưng những người khác không thể tham gia vào chuyện này. Ông ấy có thể bao dung cho con trai mình, dù sao ông ấy cũng đã thừa nhận việc năm đó mình làm là sai. Nhưng người khác chỉ trích ông ấy thì không được. Nghe vậy, Diệp An nắm chặt tay, sắc mặt hơi khó coi. Kiếm chủ Thanh Sam vẫn bình tĩnh như nước. Tình thân. Từ trước đến nay, ông ấy luôn coi trọng tình thân. Nếu không, ông ấy sẽ không để nhà họ Dương giúp đỡ Diệp Quân ngay từ khi bắt đầu, mà Ngân Hà Tông của Diệp An cũng thuộc thế lực của ông ấy. Ông ấy đối đãi với hai hậu bối này rất tốt, dù sao ông ấy cũng cảm thấy trước đây mình đã sai, vì vậy không muốn sai càng thêm sai. Mà muốn bù đắp cho cháu mình. Nhưng vừa nghe Diệp An chất vấn cùng lời nói thù địch, ông ấy thật sự rất tức giận. Vẫn là câu nói đó, đây là chuyện giữa ông và cha cháu chưa từng oán hận ông, cháu chạy tới đây oán trách gì chứ? Đây là tính cách của ông ấy, một khi đã nổi giận thì thân thích cũng không nhận. Diệp Quân vội vàng đi tới trước mặt kiếm chủ Thanh Sam, kéo lấy cánh tay ông ấy, tính tình ông thật không tốt, chúng ta đều là người nhà. Đừng nói những lời tổn thương như vậy. Kiếm chủ Thanh Sam nhìn Diệp Quân, cười nói, tu luyện cho tốt. Nói xong ông ấy hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời, biến mất trong tinh không sâu thẳm. Nói đi là đi. Diệp Quân khẽ thở dài. Hắn biết ông nội thật sự nổi giận rồi. Tính cách này của ông nội thật quá nóng nảy. Dường như nghĩ ra điều gì đó, Diệp Quân quay người đi đến trước mặt Diệp An. Đang định nói thì Diệp An đã hóa thành một đạo huyết quang biến mất ở phương xa. Diệp Quân sững sờ. Hay lắm. Tính cách của bọn họ đều nóng nảy. Người này còn nóng nảy hơn người kia. Hắn vừa làm cháu trai, vừa làm em trai, thật quá khó xử. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy hơi bất lực. Trong bầu trời hư không sâu thẳm, kiếm chủ Thanh Sam nhìn Diệp An rời đi, khẽ lắc đầu. So với Diệp Quân, ông ấy phát hiện tính cách của nha đầu này giống ông ấy hơn, còn tính cách của Diệp Quân lại giống con trai ông ấy. Lúc này, một giọng nói truyền tới từ phía sau kiếm chủ Thanh Sam, thế nào rồi? Kiếm chủ Thanh Sam quay đầu nhìn, cách đó không xa, một người phụ nữ váy tím đang chậm rãi đi tới. Kiếm chủ Thanh Sam cười nói, không vui vẻ lắm. Người phụ nữ váy tím nhìn kiếm chủ Thanh Sam, cãi nhau với cả cháu mình, chỉ có ông như vậy thôi. Kiếm chủ Thanh Sam cười lớn, đi thôi. Nói xong, ông ấy dẫn người phụ nữ váy tím biến mất trong tinh không. Phía dưới, Diệp Quân nhìn về phía chân trời, ông nội đi thật rồi. Đúng lúc này, người phụ nữ bí ẩn nói, ngươi không đi sao? Đi. Nghe vậy, Diệp Quân hơi bất ngờ, hắn quay lại nhìn về phía cách đó không xa, giữa lông mày của vị đại đế trung niên kia vẫn còn lưu lại một đạo kiếm quang. Không thể động đậy, nhưng cường giả xung quanh vẫn có thể di chuyển.
Lúc này, một đám cường giả thần linh đều đang nhìn hắn chằm chằm. Diệp Quân quay người bỏ chạy. Vị đại đế kia tức giận nói, âm thần đang trên đường tới, đừng để bọn chúng chạy mất. Tài năng và thực lực của Diệp Quân thật sự rất đáng sợ, nếu thả hắn đi như vậy thì tương lai sẽ có thêm một vị kiếm chủ nhân gian nữa. Hơn nữa, Diệp Quân còn đánh giết đến chân thần điện, nếu còn sống sót trở về thì uy danh của chân vũ trụ trong chư thiên vạn giới sẽ tổn hại nghiêm trọng. Nghe lời đại đế, đám thần linh lập tức biến mất tại chỗ. Lúc này, một vị thần linh trầm giọng nói, đại đế Nam Trần, kiếm chủ Thanh Sam lúc nãy. Kiếm chủ Thanh Sam. Nghe vậy, vẻ mặt đại đế Nam Trần trở nên nghiêm trọng, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, ông ta trầm mặc một lúc rồi nói, đừng lo, âm thần sắp về rồi. Vị thần linh kia do dự một lúc, muốn hỏi âm thần có thể đánh bại kiếm chủ Thanh Sam không, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Bởi vì hỏi vậy hơi không tôn trọng âm thần. Hơn nữa cũng dễ rước họa vào thân. Thần linh đó quay người lui ra. Đại đế Nam Trần nhìn lên trời, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ông ta phát hiện vũ trụ quan huyên này ngày càng thần bí. Đặc biệt là thế hệ này, vũ trụ quan huyên đã cử ra rất nhiều cường giả bọn họ chưa từng thấy trước đây. Điều này khiến ông ta hơi lo lắng. Sau khi rời khỏi chân thần điện, Diệp Quân lập tức ngự kiếm đến vũ trụ quan huyên. Bây giờ chân vũ trụ đã bắt đầu không nói lý lẽ nữa, phải nhanh chóng trở về vũ trụ quan huyên. Hắn chưa đi được bao lâu, một đạo kiếm quang đã phóng tới trước mặt hắn. Nam nghịch thủy. Diệp Quân đâm kiếm ra, tại thời khắc rút kiếm, hắn cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt chợt thay đổi, mạnh mẽ quay người, chém một kiếm xuống. Bùm! Một đạo quyền ấn vỡ tan, nhưng Diệp Quân cũng lùi lại phía sau theo sự chấn động của mặt đất. Cách Diệp Quân ngàn trượng, có một ông lão xuất hiện. Đại đế! Lại một vị đại đế nữa đến. Diệp Quân sa sầm mặt mũi, hơi tức giận. Chân vũ trụ này thật quá đáng, thấy thần đế không thể uy hiếp hắn liền phái đại đế ra tay. Lúc này, người phụ nữ bí ẩn nói, đi phía bên phải. Diệp Quân khẽ cau mày, người phụ nữ bí ẩn lại nói, bên ngoài trấn thiên môn có cường giả canh giữ, bây giờ ngươi không thể trở về, nghe lời ta đi phía bên phải đi. Nghe vậy, Diệp Quân không chần chừ nữa, hóa thành một đạo kiếm quang phóng về phía bên phải. Ông lão đại đế kia cũng nheo mắt, vươn tay phải ra, sau đó bắt về phía Diệp Quân phía xa. Bùm! Trong nháy mắt, khu vực thời không rộng lớn Diệp Quân đang đứng chợt sụp xuống, sức mạnh cường đại phóng về phía Diệp Quân. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Quân lập tức thay đổi. Sức mạnh của đại đế. Hắn biết mình không thể chống lại được sức mạnh này. Hắn không có lựa chọn đối đầu với đối phương, mà đâm kiếm về phía trước, sau đó rạch một cái lỗ, hóa thành một đạo kiếm quang phóng về phía xa. Nhưng đúng lúc này, đại đế đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Quân, ông ta nhìn Diệp Quân, tung ra một quyền. Con người Diệp Quân co rút lại, đang định ra tay thì một tia sáng màu vàng từ trong cơ thể hắn bùng phát. Bùm! Tia sáng màu vàng này đã chặn được đòn tấn công của đại đế. Tháp ra ra tay rồi. Giọng tiểu tháp đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Quân, đi. Nói xong, nó hóa thành một tia sáng vàng bao phủ Diệp Quân. Sau đó cùng Diệp Quân biến mất ở phương trời xa xôi. Ông lão đại đế kia đứng yên tại chỗ nhíu mày, ông ta đang định đuổi theo thì một tia sáng màu trắng phóng qua mặt ông ta, đuổi theo tia sáng màu vàng kia. Ông lão đại đế hơi bất ngờ, ánh mắt hiện vẻ nghi hoặc khí tức này. Sau một hồi trầm mặc, ông ta hóa thành một tia sáng bảy sắc cầu vồng đuổi theo. Ở chân trời phía xa, Diệp Quân nắm chặt kiếm hành đạo, trầm giọng nói, tiền bối, chúng ta đi đâu? Người phụ nữ bí ẩn nói, chân thần giới. Diệp Quân nhíu mày, chân thần giới. Người phụ nữ bí ẩn nói, đúng vậy, đó là nơi chân thần sinh ra, quy tắc ở đó là không được động võ. Không được động võ. Diệp Quân sững sờ. Người phụ nữ bí ẩn nói, đến nơi đó, thần linh của chân vũ trụ sẽ phải vuốt mặt nể mũi, người có thể có được cơ hội phát triển. Diệp Quân nhíu mày, chân thần giới. Người phụ nữ bí ẩn nói tiếp. Đúng vậy, nơi đó là trung tâm thần linh của chân vũ trụ, là nơi vô cùng thiêng liêng, bọn họ sẽ không động tay ở đó, vì vậy, ngươi tạm thời đến đó sẽ bình an vô sự. Diệp Quân hỏi, tiền bối, bà là người của chân vũ trụ sao?
Người phụ nữ bí ẩn đáp, người đoán xem. Diệp Quân câm nín. Đoán cái quái gì? Diệp Quân quay đầu lại, phía sau hắn có một luồng khí tức đang sợ đang lao tới. Cảm nhận được luồng khí tức này, sắc mặt Diệp Quân lập tức thay đổi. Luồng khí tức này còn trên cả đại đế. Lẽ nào một vị thần linh vũ trụ đã tới? Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống, chân vũ trụ này ngày càng quá đáng. Đồng thời trong lòng hắn cũng hơi lo lắng. Bởi vì phía tiền bối an của vũ trụ quan huyên chắc chắn đã bị cường giả chân vũ trụ chặn lại. Tay phải Diệp Quân nắm chặt kiếm hành đạo, trầm mặc không nói gì. Lúc này, khí tức sau lưng hắn càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng mạnh. Người phụ nữ bí ẩn nói, tăng tốc đi. Tiểu tháp đáp, nhanh nhất có thể rồi. Người phụ nữ bí ẩn nói, tốc độ này của ngươi chắc chắn sẽ bị âm thần đuổi kịp. Tiểu tháp nói, ngươi giúp chút được không? Người phụ nữ bí ẩn im lặng một lúc rồi nói, được. Nói xong, một luồng sáng bao phủ Diệp Quân và tiểu tháp, trong nháy mắt, tốc độ của Diệp Quân tăng lên mấy lần. Thấy tốc độ của Diệp Quân tăng lên, âm thần hơi bất ngờ, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin nhưng ngay sau đó, sắc mặt của bà ta đã trở nên cực kỳ khó coi. Bà ta đã biết Diệp Quân định đến đâu? Chân thần giới. Hỗn xược. Vẻ mặt của âm thần trở nên vô cùng hung ác, hỗn xược. Chân thần giới nằm ở trung tâm thần linh của chân vũ trụ, còn quan trọng hơn cả chân thần điện. Nếu để Diệp Quân tiến vào chân thần giới, vậy thì còn đáng xấu hổ hơn 3.000 vạn năm trước. Âm thần tức giận gầm lớn, thiên đạo. Bùm! Bỗng chốc, phía trước Diệp Quân mấy ngàn trượng xuất hiện một đám mây đen, áp lực đáng sợ quét tới, thiên địa lập tức trở nên hư ảo. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Quân trầm xuống, giọng nói của người phụ nữ bí ẩn lại vang lên, tiểu tháp, ngươi gánh thiên kiếp đi. Tiểu tháp do dự rồi nói, tại sao lại là ta? Người phụ nữ bí ẩn nói, tình trạng của ta đặc biệt, ngươi cũng biết mà. Nếu ngươi không gánh thì định để tên nhóc này gánh sao? Tiểu tháp không biết nói gì, hóa thành một tia sáng vàng phóng về phía xa. Vừa tiến vào khu vực đó, một loạt thần lôi đáng sợ đã giáng xuống. Tiểu tháp hóa thành tia sáng màu vàng phóng lên trời, đâm thẳng vào đó. Bùm! Bất chợt, vô số thần lôi vỡ nát. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Quân hơi bất ngờ, thực lực của tháp gia thật đáng sợ. Lúc này, luồng sáng kia dẫn theo Diệp Quân biến mất ở phương xa, rất nhanh, luồng sáng đã xé rách thời không, sau đó đưa Diệp Quân vào chân thần giới. Thấy vậy, âm thần chợt dừng lại, tức giận mắng, chết tiệt. Ngoài chân thần giới, sắc mặt âm thần u ám đáng sợ, ngọn lửa giận của bà ta làm chấn động thời không xung quanh không ngừng đánh nát phá hủy mọi thứ, cực kỳ khủng bố. Lúc này các cường giả thần linh cũng chạy đến. Khi thấy Diệp Quân đã đi vào chân thần giới, sắc mặt các thần linh đều trở nên khó coi, ánh mắt hiện lên sát khí. Đi vào chân thần giới thật rồi. Một sinh linh vũ trụ khác thế mà lại đi vào chân thần giới. Chuyện này không chỉ là nỗi nhục với chân vũ trụ mà còn bất kính với chân vũ trụ. Lúc này đại đế đó nhìn âm thần, bây giờ nên làm thế nào? Âm thần lặng im không nói. Sở dĩ chân vũ trụ không thể ra tay ở chân thần giới có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là chân thần giới chính là nơi chôn cất rất nhiều người quen cũ của chân thần vào năm đó. Nơi này là một nơi vô cùng thần thánh ở chân thần giới. Còn một nguyên nhân nữa là chân thần từng ra lệnh không được ra tay ở chân thần giới. Không có thần linh nào dám không tuân theo mệnh lệnh của chân thần. Lúc này âm thần cũng hơi khó xử. Đi vào. Đại đế trầm giọng nói, phải đi vào thôi, nếu không một khi người này phá hủy bên trong. Nghe thế âm thần nhíu mày, trầm ngâm một chốc rồi nói, vào thôi. Nói rồi bà ta biến thành một tia sáng rồi biến mất khỏi đó. Các cường giả thần linh khác cũng đồng loạt biến mất. Sau khi xuyên qua một vùng hư không, Diệp Quân xuất hiện trước một nghĩa trang, nhìn từ chỗ hắn thì chỉ thấy những ngôi mộ dày đặc, nhìn không thấy điểm cuối. Diệp Quân nhíu mày, tiền bối, đây là... Người phụ nữ bí ẩn nói, nghĩa trang của thần. Diệp Quân ngờ vực, chân thần chết rồi sao? Người phụ nữ bí ẩn trầm ngâm một chốc rồi nói, bà ta chưa chết. Những người nằm ở đây là các thần linh đã đi theo bà ta vào năm đó. Năm đó những thần linh kia chết trận, thế là bà ta đã xây dựng một thế giới để chôn cất họ.
Diệp Quân hỏi tò mò, năm đó chân thân đã đánh nhau với ai vậy? Người phụ nữ bí ẩn khẽ nói, rất nhiều, chẳng hạn như Thanh Đế, tộc Bác Thiên, Thần Đạo, Vũ Trụ Kiếp, ba thế lực lớn này được xem như là các thế lực mạnh nhất mà chân vũ trụ đối mặt năm đó. Diệp Quân trầm giọng nói, tiền bối có thể nói về tộc Bác Thiên, Thần Đạo và Vũ Trụ Kiếp được không? Bây giờ hắn rất tò mò về lịch sử trước đây. Người phụ nữ bí ẩn im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ giọng nói, người quả thật cũng nên biết chuyện này. Trước tiên nói về tộc Bác Thiên nhé, tộc Bác Thiên là một chủng tộc cực kỳ đáng sợ. Huyết mạch Bác Thiên của họ vô cùng bá đạo, có thể áp chế hầu hết các huyết mạch, đương nhiên phải diệt trừ huyết mạch phong ma của nhà các ngươi. Mà trước khi huyết mạch phong ma của các ngươi điên xuất hiện, huyết mạch Bác Thiên này là sự tồn tại vô địch. Hơn nữa càng đánh càng đáng sợ. Không những thế còn có thể nuốt chửng huyết mạch của chủng tộc khác, sở dĩ huyết mạch năm đó có thể đáng sợ như vậy là vì năm đó họ đã nuốt chửng rất nhiều huyết mạch đặc biệt. Diệp Quân hơi thắc mắc, vậy bây giờ huyết mạch phong ma mạnh hay huyết mạch Bác Thiên? Người phụ nữ bí ẩn suy tư một lúc rồi nói, nếu là cha và ông nội ngươi ra mặt thì chắc chắn là huyết mạch phong ma mạnh, nhưng nếu là ngươi thì ngươi hiểu rồi đấy. Diệp Quân sầm mặt, mẹ nó chứ, ta đúng là người yếu nhất trong gia tộc. Người phụ nữ bí ẩn nói tiếp, nói về vũ trụ kiếp, thật ra mỗi một vũ trụ đều sẽ xuất hiện kiếp nạn này, một kiếp nạn là một vòng luân hồi nhưng vũ trụ kiếp thực sự rất rất đáng sợ, vì chân thần không ngừng trấn áp, sau mỗi lần bà ta trấn áp về sau, mặc dù vũ trụ kiếp tạm thời không xuất hiện nhưng sẽ ngày càng mạnh, khá giống với việc ngăn nước lũ vậy, một khi trấn áp, nó sẽ trở nên mạnh hơn, mà bà ta đã trấn áp nó hàng trăm vạn lần rồi. Diệp Quân cau mày. Không thể trực tiếp phá hủy sao? Người phụ nữ bí ẩn khẽ nói, không phá được, vũ trụ kiếp là quy luật của đạo, có thể trấn áp thì đã rất nghịch thiên rồi. Muốn phá hủy có tiêu diệt nó, hoàn toàn không thể, hơn nữa cũng không có cách nào phá hủy được, vì kiếp nạn này là do tất cả chúng sinh gây ra, tiêu diệt kiếp nạn này tức là tiêu diệt tất cả chúng sinh. Diệp Quân ngờ vực, tiền bối, quy luật của đạo là gì thế? Người phụ nữ bí ẩn giải thích, một âm một dương gọi là đạo. Đạo là vận hóa và quy luật vận hóa của khí, vận hóa và quy luật của âm khí và dương khí chính là đạo. Nói đơn giản cho dễ hiểu, mặc dù thế gian này có vạn vật và muôn loài sinh vật, nghe có vẻ phức tạp nhưng nhìn chung không thể chỉ là vận hóa của một âm một dương thôi được. Người phụ nữ bí ẩn ngừng lại một chốc rồi lại nói đơn giản hơn, có sinh thì ắt có tử, con đường sinh tử là quy luật của đạo. Khi vũ trụ được sinh ra cũng sẽ có ngày diệt vong, đây cũng là quy luật của đạo. Tại sao người ta thường nói người tu đạo nghịch thiên mà đến? Vì người tu đạo đang chống lại đạo để thay đổi số phận của mình, mà ở cả vũ trụ những người đắc đạo có thể nghịch thiên đổi mệnh này cực kỳ ít. Diệp Quân lặng thinh, nghe có vẻ hơi phức tạp. Người phụ nữ bí ẩn nói tiếp, còn chân thần, bà ta không phải đang nghịch thiên đổi mệnh của bản thân, bà ta đang nghịch thiên đổi mệnh cho cả chân vũ trụ. Dựa theo quy luật của đạo, chân vũ trụ nên bị hủy diệt rồi bắt đầu lại từ rất nhiều năm về trước, nhưng bà ta đã cưỡng chế chân áp vũ trụ kiếp. Diệp Quân giữ im lặng, hắn không biết sốt cuộc vũ trụ kiếp đó đáng sợ đến mức nào, nhưng hắn biết nó là thứ gì đó vượt xa tưởng tượng của hắn. Vì giọng của tiền bối này nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Chân thần này thế mà lại có thể áp chế vũ trụ kiếp không giới hạn như thế, có thể thấy thực lực của bà ta khủng khiếp biết bao. Lúc này người phụ nữ bí ẩn lại nói, thật ra, so với vũ trụ kiếp, người đáng sợ hơn vẫn là chủ nhân bút đại đạo của thần đạo, người này mới là người đáng sợ nhất. Diệp Quân nhíu mày, chủ nhân bút đại đạo. Người phụ nữ bí ẩn nói, một người đắc đạo không chỉ đắc đạo mà còn có thể khống chế đạo, nếu phải hình dung ông ta thế nào thì chỉ có thể nói là đỉnh của chóp. Diệp Quân tò mò, tiền bối, khống chế đạo là. Người phụ nữ bí ẩn giải thích. Đạo là sự tồn tại khả quan, vận hóa của đạo làm cho vạn vật tuân theo vận hóa, nó không thiên vị bất cứ ai, ở trước mặt đạo tất cả chúng sinh đều bình đẳng. Tuy nhiên, chủ nhân bút đại đạo thì khác, ông ta có thể điều khiển đạo, ông ta có ý thức để điều khiển đạo, làm cho vạn vật vận động theo suy nghĩ của mình. Nói đơn giản thì là bản thân đạo không có ham muốn, nhưng nếu người điều khiển nó có ham muốn thì đạo sẽ trở thành một loại công cụ ngự trị và nô dịch tất cả chúng sinh. Chủ nhân bút đại đạo đã làm những chuyện này làm, mà chuyện như thế lại cực kỳ thất đức. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Người phụ nữ bí ẩn nói,
Dĩ nhiên điều này cực kỳ tốt với chân thần và chân vũ trụ, nhưng chắc chắn cực kỳ tệ hại với các vũ trụ khác. Mỗi người trên thế giới này đều có lập trường của mình nên nâng cao thực lực là điều quan trọng nhất với ngươi. Thực lực của ngươi đủ mạnh thì lập trường của ngươi sẽ trở thành lập trường của người khác, nếu không ngươi phải phục tùng lập trường của người khác. Diệp Quân gật đầu, lập trường của ta là vũ trụ quan huyên, ai dám ra tay làm hại vũ trụ quan huyên thì người đó là kẻ thù của ta. Người phụ nữ bí ẩn nói, ừ. Đúng lúc này, Diệp Quân bỗng quay đầu nhìn sang, thời không cách đó không xa rung chuyển, ngay sau đó âm thần xuất hiện trước mặt hắn. Đằng sau âm thần còn có ba vị đại đế. Ba cường giả cảnh giới đại đế. Thấy thế, Diệp Quân trầm giọng nói, tiền bối, bà chắc chắn họ không dám ra tay ở đây chứ. Người phụ nữ bí ẩn nói, không dám chắc. Cả người Diệp Quân lập tức trở nên tê tái. Tiền bối này và tháp gia đều không đáng tin lắm. Âm thần nhìn chằm chằm Diệp Quân không nói gì. Diệp Quân thầm hỏi, tiền bối, bây giờ phải làm sao? Người phụ nữ bí ẩn nói, tùy ý ngươi. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Âm thần ở phía đối diện nhìn chằm chằm Diệp Quân, người bí ẩn trong người ngươi là ai? Lúc nãy bà ta đã cảm nhận được trong người Diệp Quân có một cường giả bí ẩn, hơn nữa thực lực rất mạnh, nếu không sao bà ta lại không thể đuổi theo kịp. Diệp Quân nhìn âm thần, sau đó nói, âm thần, chúng ta đã thỏa thuận, trong vòng một năm, người trẻ sẽ giao đấu nhưng thế hệ trước sẽ không ra tay, mà bây giờ thế hệ trước của chân vũ trụ ra tay đánh ta, các người làm vậy có ý gì? Âm thần trở nên lạnh lùng, trong tay người có thanh kiếm đó còn được xem là người trẻ tuổi sao? Bình thường, trong tay cầm vũ khí cũng được xem là điều hết sức bình thường nhưng thanh kiếm của Diệp Quân quả thật không tầm thường. Diệp Quân cầm thanh kiếm này trong tay hoàn toàn là sự tồn tại vô địch dưới đại đế. Dù là một vị đại đế cũng phải cẩn thận với thanh kiếm này. Có thanh kiếm này hỗ trợ thì quá mức thần thánh. Diệp Quân nhìn âm thần, lẽ nào chân vũ trụ các người không có thần vật sao? Âm thần lạnh lùng nói, Diệp Quân, người đừng nói nhảm mấy lời này với ta nữa. Nói rồi tay phải bà ta siết chặt lại, khí thế mạnh mẽ bao phủ lấy Diệp Quân. Diệp Quân cười nói, âm thần, nơi này là chân thần giới, người được chôn cất ở đây đều là các tiền bối của chân vũ trụ năm đó, nếu đánh nhau ở đây, hủy diệt nơi này thì bà có gánh nổi hậu quả không? Âm thần lặng thinh, quả thật bà ta hơi kiêng dè. Không ai dám làm trái lệnh của chân thần. Ai cũng biết tính cách của chân thần, nếu làm trái lệnh của bà ta thì không ai có thể gánh nổi hậu quả. Thấy âm thần do dự, Diệp Quân thầm thở phào. Xem ra người phụ nữ này không dám động tay động chân ở nơi này. Lúc này Diệp Quân xoay người đi về phía đằng xa. Đừng nên ở đây khiêu khích người phụ nữ này, nếu không lát nữa sẽ ép người này ra tay mất thôi, vậy thì chỉ bản thân mình chịu thiệt. Thấy Diệp Quân đi về phía đằng xa, âm thần nhíu mày, lúc này một đại đế bên cạnh bà ta bỗng nói, không thể để hắn làm loạn ở chỗ này. Âm thần nhìn Diệp Quân. Trầm giọng nói, trong người hắn còn có một cường giả cực mạnh, thực lực ít nhất là cấp thần linh vũ trụ. Nghe thế ba vị đại đế bên cạnh bà ta đều nhíu mày. Âm thần bỗng nói, chấp kiếm nhân về chưa? Một đại đế trầm giọng nói, đang trên đường chạy về. Âm thần trầm giọng nói, chúng ta không thể ra tay ở đây nhưng người này thì có thể. Ba đại đế im lặng không nói. Chấp kiếm nhân, đây là người đã đi theo chân thần từ lúc đầu. Có quan hệ vô cùng đặc biệt với chân thần, bà ta ra tay đánh người ở đây, chắc chắn chân thần sẽ không trách phạt. Âm thần nhìn bóng lưng Diệp Quân, điều tra xem người đàn ông áo xanh trước đó là ai và cả cường giả bí ẩn trong người hắn. Hàng ngàn vạn năm trước, thật ra bà ta đã từng gặp người đàn ông áo xanh, lúc đó vũ trụ quan huyên và chân vũ trụ xảy ra đại chiến, người đàn ông áo xanh đó đứng bên cạnh nhìn không ra tay. Điều bà ta không ngờ đến là thực lực của người đàn ông không ra tay đó lại mạnh đến thế. Ánh mắt âm thần hiện lên vẻ lo lắng. Vì đánh một hồi bà ta mới nhận ra hình như người đứng đằng sau Diệp Quân ngày càng nhiều hơn rồi. Ở một bên khác, Diệp Quân đi vào sâu trong nghĩa trang, trên đường đi hắn hỏi, tiền bối, bà đánh lại chân thần không? Người phụ nữ bí ẩn nói, ta giết chân thần trong tích tắc. Diệp Quân trợn tròn mắt, lợi hại vậy sao? Người phụ nữ bí ẩn nói, ở một nơi đặc biệt, đừng nói là chân thần, cha ngươi, ông nội ngươi và cả cô của ngươi cộng lại cũng không phải là đối thủ của ta.
Diệp Quân vội hỏi, ở đâu? Người phụ nữ bí ẩn nói, trong mơ. Diệp Quân, trong mơ. Nghe người phụ nữ bí ẩn nói thế, Diệp Quân sầm mặt, bà đang nói điều với ta đấy à? Còn trong mơ nữa chứ? Trong giấc mơ của ta, ta cũng có thể đánh lại cha và ông ta đấy thôi. Đúng là cạn lời. Diệp Quân tức đến mức nghẹn lời, không hỏi thêm gì nữa, nhanh chân đi về phía đằng xa, hắn nhận ra bây giờ tiền bối này ngày càng khó nói chuyện. Đi được một lúc hắn nhận ra đám thần linh âm thần không đuổi theo. Diệp Quân lại nhíu mày. Đối phương không đuổi theo chắc chắn có vấn đề. Vì đối phương không thể để mặc cho hắn làm loạn trong này được, không đuổi theo chắc chắn có chiêu trò gì đó. Nghĩ đến đây, sắc mặt Diệp Quân sa sầm, có thể còn có cường giả mạnh hơn sắp đến. Lúc này giọng người phụ nữ bí ẩn bỗng vang lên, đi sang bên phải. Nghe thế, Diệp Quân thôi nghĩ nữa, lắc mình một cái biến thành kiếm quang biến mất ở bên phải. Không lâu sau, Diệp Quân đến trước một rừng trúc rộng như biển, trải dài thành từng khu vực, trên một sườn núi ở tận cuối rừng trúc, thấp thoáng có thể nhìn thấy một căn nhà trúc. Diệp Quân nhìn căn nhà trúc hỏi, đến căn nhà bằng trúc sao? Giọng nói bí ẩn nói, đúng thế. Diệp Quân khẽ gật đầu, đang định ngự kiếm đến đó thì lúc này giọng nói bí ẩn bỗng vang lên, đừng ngự kiếm, nơi này có sức mạnh pháp tắc của chân thần để lại, không phải là thứ mà bây giờ ngươi có thể chống đỡ. Sức mạnh pháp tắc. Diệp Quân nhìn xung quanh, sau đó chậm rãi đi vào sâu trong rừng trúc. Sau khi Diệp Quân đi vào rừng trúc, xung quanh rất yên tĩnh, thi thoảng gió nổi lên sẽ nghe thấy tiếng lá cây rơi xuống. Lúc này Bát Huyền bỗng xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, nhìn thấy Bát Huyền, Diệp Quân sửng sốt, nhà đầu này không phải đang ăn cơm trong tiểu tháp sao? Bát Huyền nhìn xung quanh, khẽ nói, nơi này. Nói rồi ánh mắt cô ấy bỗng trở nên mơ màng như nhớ đến gì đó. Thấy thế Diệp Quân lập tức cảm thấy căng thẳng, vội hỏi, Bát Huyền, cô từng đến đây à? Bát Huyền khẽ nói, hình như thế. Hình như thế. Diệp Quân sửng sốt. Bát Huyền từng đến đây. Diệp Quân thầm hỏi, tiền bối, bà có biết lai lịch thật của Bát Huyền không? Người phụ nữ bí ẩn nói, đến căn nhà nhỏ đi. Không trả lời. Diệp Quân sầm mặt, rõ là người phụ nữ bí ẩn này quen với Bát Huyền. Bát Huyền nhìn xung quanh, nhíu chặt mày, cũng không ngó ngàng gì đến miếng thịt trong tay. Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi cười nói, tạm thời không nhớ được thì đừng nghĩ nữa. Nói rồi hắn kéo Bát Huyền đi về phía đằng xa. Bát Huyền hơi cúi đầu xuống để mặc Diệp Quân kéo đi. Cả đường đi, Diệp Quân luôn lặng thinh không nói, sắc mặt cũng u ám. Trong tiểu tháp bỗng nói, có phải hắn lại đang suy đoán gì không? Người phụ nữ bí ẩn nói, đúng thế. Tiểu tháp nói, hắn đoán chúng không? Người phụ nữ bí ẩn im lặng một lúc rồi nói, nếu là người khác chắc chắn không đoán ra được, nhưng tên này, hắn có thể đấy. Tiểu tháp lặng thinh. Đầu óc tên khốn này quả thật quá thông minh. Như nghĩ đến điều gì, tiểu tháp bỗng nói, rốt cuộc Bát Huyền là ai vậy? Giọng nói bí ẩn nói, ngươi cũng đoán đi. Tiểu tháp im lặng một lúc rồi nói, ngươi đoán ta có đoán không? Giọng nói bí ẩn nói, ngươi đoán xem ta có dám đánh ngươi không? Tiểu tháp. Diệp Quân kéo Bát Huyền đi ra khỏi rừng trúc đó, hai người đi dọc theo con đường nhỏ giữa sườn núi, sau đó đi đến rừng trúc trên núi. Cả đường đi, Diệp Quân lại có tâm sự nặng nề. Nhưng đi được một lúc lâu, Bát Huyền bỗng dừng lại, cô ấy nhìn Diệp Quân. Diệp Quân hỏi, sao thế, Bát Huyền khẽ nói, có thể ăn cơm xong rồi hẵng lên đường không? Diệp Quân hơi sửng sốt, sau đó cười nói, được. Nói rồi hắn ngồi xuống, sau đó bắt đầu nấu cơm cho Bát Huyền. Bát Huyền ngồi trước mặt Diệp Quân, hai tay ôm chân, cằm tì vào trên đầu gối, trông có vẻ hơi buồn bực không vui. Diệp Quân cười nói, sao thế? Bát Huyền lắc đầu không nói gì. Diệp Quân im lặng một lúc rồi cười nói, tạm thời đừng nghĩ nhiều nữa, ăn no rồi lại nghĩ tiếp, thế nào? Ăn no. Nghe Diệp Quân nói thế, Bát Huyền nở nụ cười, được được. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Bát Huyền, Diệp Quân bật cười, sau đó bắt đầu nấu cơm cho Bát Huyền. Bát Huyền cứ thế nhìn hắn, thi thoảng sẽ khẽ cười. Diệp Quân nhìn Bát Huyền mỉm cười gì thế? Bát Huyền cong môi, ta nhận ra thật ra ngươi cũng đẹp trai đấy chứ.
Ha ha. Nghe thế Diệp Quân bật cười. Bát Huyền cũng cười theo, có thể thấy được lúc này cô ấy rất vui. 15 phút sau, cơm đã nấu xong, thịt cũng đã được hầm xong. Bát Huyền bắt đầu quét sạch bữa ăn. Cô ấy thật sự quét sạch bữa ăn, ăn từng miếng lớn, có thể thấy là đói thật. Diệp Quân ngồi đối diện Bát Huyền, hắn nhìn người phụ nữ trước mặt, nhìn một lúc lại nở nụ cười. Mình không cần thiết phải suy nghĩ nhiều như thế. Một lúc sau, Bát Huyền đã xử lý sạch sẽ một nồi thịt và cơm, cô ấy lau thịt vụn trên khóe môi, sau đó cười nói, người nấu ngon thật đấy. Diệp Quân bật cười, sau này ta sẽ nấu cho cô thường xuyên. Bát Huyền chớp mắt, được đấy. Diệp Quân cười nói, đi thôi. Hắn vừa nói vừa giơ tay phải ra, tắm chung. Bát Huyền rất tự nhiên đặt tay vào trong tay Diệp Quân, Diệp Quân mỉm cười rồi kéo Bát Huyền đi về phía căn nhà trúc trên núi. Bát Huyền bỗng nói, chỉ có người mới không sợ ta ăn thôi, lúc còn ở trong làng, họ đều sợ ta đến ăn ké. Diệp Quân cười nói, nếu cô ở bên ngoài thì sẽ có rất nhiều người muốn mời cô ăn cơm. Bát Huyền nghiêng đầu nhìn Diệp Quân, nhoẻn miệng cười, nhưng bây giờ ta chỉ muốn ăn cơm do ngươi nấu. Diệp Quân gật đầu, chỉ cần cô sẵn sàng ăn thì ta có thể nấu cho cô. Bát Huyền mỉm cười không nói gì. Diệp Quân bỗng hỏi, cô nhớ được gì sao? Bát Huyền khẽ sửng sốt, sau đó khẽ nói, tại sao lại hỏi thế? Diệp Quân cười nói, không có gì, chỉ tùy ý hỏi thôi. Bát Huyền lặng thinh không nói. Diệp Quân nhìn Bát Huyền cười nói, nếu không muốn nói thì không cần nói. Bát Huyền do dự một lúc rồi gật đầu. Diệp Quân lắc đầu khẽ cười, cô không nói thật. Nhưng hắn cũng không hỏi thêm câu nào. Một lúc sau, Diệp Quân dẫn Bát Huyền đến căn nhà trúc đó, bên trái phía trước căn nhà có một cái xích đu, có một cái hồ nước cách xích đu không xa, nước trong hồ trong xanh, còn có hơi nóng, đây là suối nước nóng tự nhiên. Lúc này Bát Huyền bỗng đi đến trước suối nước nóng đó, cô ấy ngồi xổm xuống vốc một ít nước nóng lên nhìn, ánh mắt cô ấy hiện lên vẻ xao động như nhớ đến chuyện cũ. Diệp Quân đến bên cạnh Bát Huyền bỗng quay đầu nhìn Diệp Quân, mỉm cười, có muốn tắm suối nước nóng không? Diệp Quân sửng sốt, Bát Huyền lại bắt đầu cởi đồ. Diệp Quân vội kéo tay Bát Huyền lại, hắn do dự rồi nói, chuyện này. Bát Huyền cười nói, đừng nghĩ nhiều như thế. Nói xong, cô ấy tiếp tục cởi đồ. Lúc này Diệp Quân bỗng cầm tiểu tháp ra nói, tháp ra, người tự mình chơi đi. Nói rồi hắn ném tiểu tháp lên trời. Tiểu tháp, lúc này Bát Huyền đã cởi sạch sẽ. Cô ấy cũng không tránh Diệp Quân bước thẳng vào trong suối nước nóng, vì nước suối rất trong xanh, dù là một ngọn cỏ dưới nước cũng có thể thấy rất rõ, thế nên thứ mà Diệp Quân nhìn thấy lúc này là cảnh tượng đẹp đẽ. Diệp Quân quay đầu đi. Lúc này hắn cảm thấy hình như hơi thở của mình hơi gấp. Lúc này Bát Huyền cười nói, thoải mái quá, ngươi có muốn xuống không? Diệp Quân do dự một lúc rồi nói, ờ thì. Lúc này một bàn tay bỗng kéo hắn. Tay Diệp Quân hơi run. Bát Huyền kéo Diệp Quân vào trong nước, cô ấy nhìn Diệp Quân trước mặt bật cười, thật sự rất thoải mái, ta cởi giúp ngươi. Nói rồi cô ấy bắt đầu cởi quần áo rộng rãi của Diệp Quân. Diệp Quân không từ chối nữa. Chỉ là ngâm mình trong nước nóng rồi, có làm sao? Ai mà chưa từng tắm suối nước nóng chứ? Chẳng mấy chốc Diệp Quân cũng trần trụi, hắn nằm trong nước, nước rất ấm, cả người ngâm trong nước, cực kỳ ấm, vô cùng thoải mái. Diệp Quân dần thả lỏng. Đánh nhau liên tục vài ngày, cộng thêm tinh thần luôn căng thẳng cao độ khiến hắn hơi mệt mỏi. Bát Huyền cũng rất vui. Cô ấy cứ bơi đi bơi lại ở một bên như một chú cá. Diệp Quân nhìn Bát Huyền mỉm cười. Hắn nghĩ hình như bây giờ cũng không ổn lắm, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên môi Bát Huyền, hắn lại nghĩ mình nghĩ nhiều như vậy làm gì. Diệp Quân nhắm mắt lại, cảm nhận nhiệt độ của dòng nước, vài tưởng tượng trong đầu hắn dần biến mất. Nhớ lại khoảng thời gian này, hắn cảm giác như đang nằm mơ. Hết chuyện này đến chuyện khác, hắn gần như không có thời gian thở. Mệt mỏi quá. Có lẽ trận chiến này chỉ vừa bắt đầu. Nghĩ đến đây, mặt Diệp Quân lại hiện lên vẻ sầu muộn. Ngay lúc này, Diệp Quân bỗng cảm nhận được một bàn tay đặt lên ngực mình, cùng lúc đó một mùi hương cơ thể ập đến. Diệp Quân vội mở mắt ra, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Bát Huyền.
Diệp Quân sửng sốt, Bát Huyền. Bát Huyền mỉm cười, sau đó cô ấy vùi đầu vào ngực Diệp Quân, khẽ nói, ta nhớ đến vài chuyện. Cảm nhận được nhiệt độ và sự mềm mại khác biệt, cả người Diệp Quân cứng đờ, tim đập nhanh hơn, yết hầu hơi động nói, chuyện gì? Bát Huyền hơi ngẩng đầu lên, cô ấy nhìn Diệp Quân đang ở gần trong gang tấc, tay phải khẽ vuốt ve ngực Diệp Quân nói, ta nhớ đến một tỷ tỷ. Diệp Quân nhíu mày, tỷ tỷ. Bát Huyền gật đầu, tỷ ấy nói với ta. Nói đến đây cô ấy bỗng dừng lại. Diệp Quân hơi tò mò, cô ấy nói gì với cô? Bát Huyền im lặng một lúc, bỗng cười nói, tỷ ấy nói nếu gặp được người mình thích thì ngủ với hắn. Diệp Quân sửng sốt. Tỷ tỷ của cô mạnh dạn thế. Bát Huyền nhìn Diệp Quân, ánh mắt đó nóng rực. Diệp Quân do dự, sau đó nói, Bát Huyền, thì. Bát Huyền bỗng nói, ta đói rồi. Diệp Quân sửng sốt. Bảo ta nấu cơm cho cô vào lúc này sao? Bát Huyền bật cười, cô ấy đè lên Diệp Quân chớp mắt, hôm nay ăn cái khác. Diệp Quân. Vì có một sức mạnh hòa hợp mạnh bao quanh nơi này nên không thể nói cho người khác biết cảnh tượng ở đây. Nhưng sau đó có bài thơ rằng, trời xanh mây trắng nước trong vắt, ngọc mềm, hương thơm ấm áp vô tận, đỉnh mây và hạt mưa xuân nhẹ bay. Một tiếng kêu yêu kiều, cùng hòa vào nhau. Bọn họ bắt đầu so tài. Hai người lần đầu tiên giao chiến, thế mà Diệp Quân tấn công dũng mãnh vô cùng, khiến Bát Huyền cũng có phần chịu không nổi. Đến nước suýt nữa cũng cạn kiệt. Đang nói nước trong suối. Thì ai bảo gần đây thời tiết khô khan nực nội làm gì? Sau 2 giờ đại chiến, song phương đều mệt đến dã cả người. Nói rồi nhé, là vì trời nóng. Một hồi lâu sau, Diệp Quân nằm ở một bên. Cảm giác như mình vừa mơ một giấc mộng. Nhưng người trong lòng lại chân thực vô cùng. Đúng lúc này, một luồng khí tức hùng hậu ập đến từ chân trời khiến thời không nơi ấy trở nên vặn vẹo. Hai người lập tức rời khỏi suối nước nóng. Mặc quần áo lại chỉnh tề. Diệp Quân nhìn lên, thấy âm thần đang lao tới. Nhưng bà ta lại đang bị tháp ra ngăn cản. Quanh tòa tháp tản ra một quầng sáng đỏ nhạt. Có thể thấy người đang giữ chân âm thần không phải nó mà là người phụ nữ bí ẩn kia. Bát Huyền đứng cạnh Diệp Quân khẽ nhíu mày lại, không nói gì. Hắn nhìn sang, chợt phát hiện hình như cô ấy đã trở nên khác xưa. Bỗng giọng nói bí ẩn vang lên trong đầu hắn, đi vào nhà Trúc. Vào nhà Trúc. Diệp Quân không chút chần chừ, lập tức kéo Bát Huyền chạy vào trong. Vừa bước vào, hắn ngây ngẩn cả người. Bởi bên trong là một không gian khác. Là một vùng tinh không. Trong đó có vô vàn kệ sách xếp san sát nhau, nhìn sơ thôi cũng thấy được ít nhất là 100 triệu quyển sách. Nhiều vậy ư, sắc mặt Diệp Quân đanh lại. Giọng nói bí ẩn lại vang lên, tìm một quyển sách cổ màu vàng đi. Sách cổ màu vàng. Diệp Quân nhíu mày, lượng sách ở nơi này quá nhiều, hắn lại không thể dùng thần thức, bảo làm như vậy thì khó như lên trời. Bỗng Bát Huyền thốt lên, ta biết nó ở đâu. Rồi dắt tay hắn đi tới trước. Diệp Quân hỏi, nàng nghe thấy tiền bối ư? Bát Huyền chỉ chớp chớp mắt nhìn lại, không trả lời. Làm Diệp Quân không khỏi lắc đầu cười. Thầm nhủ cô gái này đúng là ngày càng bí ẩn. Bát Huyền dẫn hắn đi một hồi thật xa, dừng lại trước một kệ sách chỉ có một quyển sách duy nhất. Toàn thân nó là một màu vàng cổ xưa, số trang cũng không nhiều. Nhưng vừa nhìn thấy nó, Bát Huyền đã cau mày thật chặt. Nhận ra có điều bất thường, Diệp Quân hỏi, sao vậy? Bát Huyền quẫy đầu thật mạnh, nhiều ký ức vụn vặt. Rối nùi, khó chịu quá. Diệp Quân cầm tay cô ấy. Vậy đừng nghĩ về chúng nữa. Bát Huyền gật đầu, Sắc mặt Diệp Quân có phần phức tạp khi nhận ra ký ức trước kia của cô có lẽ sắp sửa khôi phục. Lại thấy Bát Huyền cầm lấy quyển sách kia đưa sang, đây này. Diệp Quân nhận lấy, vừa mở ra thì cau mày. Hắn không hiểu chữ viết ở bên trong. Bát Huyền lại thốt lên, chân thần đạo điển. Diệp Quân quay sang, nàng biết nó ư. Bát Huyền gật đầu. Diệp Quân rơi vào im lặng. Bát Huyền lẳng lặng nắm chặt tay, đầu rũ xuống. Một hồi sau, Diệp Quân cười hỏi, vậy chân thần đạo điển là gì? Bát Huyền suy tư một hồi, không nhớ rõ. Diệp Quân đưa tay lên xoa đầu cô, nói, vậy thì thôi, không cần nhớ. Ánh mắt hắn rơi xuống quyển sách cổ.
chân thần đạo điển. Rất có thể có liên quan gì đó đến chân thần. Tiếc rằng hắn đọc không hiểu. Bỗng hắn lại nghe giọng nói bí ẩn bảo, tìm thấy chưa? Diệp Quân gật đầu, rồi. Người phụ nữ bí ẩn, rút lui. Rút. Diệp Quân vừa kéo Bát Huyền định rời đi thì sực nhớ ra, quay đầu nhìn số sách đồ sộ khắp nơi rồi vung tay thu hết toàn bộ vào nhẫn không gian. Cũng may nhẫn mà thư viện Quan Huyên đưa cho sau khi hắn bắt đầu quản lý đều thuộc hàng cao cấp nhất, bằng không đã chứa không hết rồi. Thu hết sách cổ vào xong, Diệp Quân dẫn Bát Huyền rời khỏi vùng tinh không này. Khi cả hai vừa bước ra khỏi nhà trúc, một tia sáng vàng đã đáp xuống trước mặt. Tiểu Tháp, người phụ nữ bí ẩn hỏi, có lấy được quyển chân thần đạo điển kia không? Diệp Quân gật đầu, đã lấy rồi, nhưng không hiểu bên trong viết gì. Hắn vừa dứt lời thì có một tia sáng nhạt dung nhập vào giữa trán. Quỳnh! Hàng loạt những văn tự cổ xưa hiện lên trong đầu Diệp Quân. Người phụ nữ bí ẩn, bây giờ thì hiểu rồi đấy. Diệp Quân im lặng suốt một hồi, tiền bối, chân thần đạo điển này là gì? Người phụ nữ bí ẩn, là đạo điển do chân thần tự tay viết ra năm xưa, chia làm kiếm điển, võ điển và thuật điển. Hai bộ đầu tiên có tác dụng rất lớn với ngươi. Tác dụng rất lớn. Diệp Quân tò mò, đang muốn hỏi tiếp thì thấy âm thần xuất hiện cách đó không xa. Đi theo sau còn có ba vị đại đế khác. Bà ta chỉ nhìn Diệp Quân, không hề ra tay. Hắn hỏi thầm trong lòng, làm sao đây tiền bối? Người phụ nữ bí ẩn đáp sau một hồi im lặng, không biết. Diệp Quân ngớ người. Không biết. Hắn cũng không biết phải phản ứng lại thế nào. Người phụ nữ bí ẩn lại nói, ngươi vào tháp tu luyện đi. Vào tháp ư. Diệp Quân suy nghĩ một chốc, gọi tháp ra. Một tia sáng trắng xâm nhập thần thức hắn, sau đó hắn phát hiện trong đầu mình đã có thêm một tòa tháp nhỏ từ khi nào. Tiểu Tháp nói, bây giờ ngươi muốn vào thì cứ vào thôi. Diệp Quân gật đầu, lại hỏi, âm thần kia phải làm sao? Người phụ nữ bí ẩn, ta và Tiểu Tháp sẽ lo. Diệp Quân tán thành, được. Rồi đưa Bát Huyền cùng đi vào Tiểu Tháp. Thấy hắn biến mất tại chỗ, âm thần khẽ cau mày, lại nhìn tòa tháp gần đó, sao sức mạnh của ngươi lại khiến ta thấy quen thuộc nhỉ? Những lời này đương nhiên là dành cho người phụ nữ bí ẩn. Bà ấy đáp, đoán xem. Đôi mắt âm thần càng nheo lại, người đang câu giờ cho Diệp Quân. Người phụ nữ bí ẩn cười, âm thần, người không dám ra tay ở đây. Bà ta cười nhạt, người lấy đâu ra tự tin đó. Người phụ nữ bí ẩn, vì người cực kỳ sợ chân thần. Kể từ cái ngày bị người đó trấn áp chỉ bằng một ánh mắt, người đã sinh ra nỗi sợ sâu sắc, chắc chắn sẽ không dám làm trái lệnh. Những lời này khiến sắc mặt âm thần xấu đi trông thấy, người rốt cuộc là kẻ nào. Trong lòng bà ta vừa giận vừa sợ. Những gì đối phương vừa nói chỉ có vài người ít ỏi biết đến, nhưng trong số đó lại không bao gồm người này. Bởi vì bọn họ đều đang ở chân vũ trụ. Người phụ nữ bí ẩn chỉ cười, đoán xem. Âm thần phẫn nộ, người có vẻ cũng không phải hạng tầm thường nhưng lại thích tránh né, không dám ra gặp người, người không thấy nực cười à. Người phụ nữ bí ẩn cong môi, muốn đánh nhau chứ gì? Âm thần nheo mắt, cầu còn không được. Bất thình lình, một luồng sáng nhạt bùng nổ từ bên trong tiểu tháp. Đồng tử âm thần rụt lại, vội vàng tung ra cú đấm. Chỉ thoát cái mà bà ta đã bị đẩy bay đi mấy vạn trượng, khi vừa dừng lại thì thấy một dòng máu tươi trào ra từ khóe môi. Ba vị đại đế kia chứng kiến cảnh này thì biến sắc, ánh mắt nhìn tiểu tháp tràn đầy khó tin. Âm thần là thần linh vũ trụ, còn mạnh hơn cả đại đế. Trừ một vài vị đặc biệt như đại đế bất khuất ra thì những người khác không phải là đối thủ của bà ta, vậy mà giờ phút này lại bị đánh lui chỉ trong một chiêu, trong khi ấy đối phương còn chẳng dùng bản thể để xuất hiện. Quá sức tưởng tượng, âm thần lau vết máu đi, nhìn tiểu tháp với vẻ khó tin vô cùng. Bà ta trừng mắt, ngươi là ai? Ánh mắt đã nhuốm màu nặng nề. Đối phương có thể đẩy lùi bà ta, chứng tỏ sức mạnh cũng hơn xa bà ta. Bà ta thân là thần linh vũ trụ, cũng tức là cường giả cao cấp nhất vùng thời không này. Người có thể đánh bại bà ta tuy có nhưng chắc chắn không nhiều. Mà phần lớn trong đó đều là người bà ta quen biết. Chỉ có người trước mắt này, khiến bà ta thấy quen thuộc, rồi lại không biết là ai.
Người phụ nữ bí ẩn lại nói, người đoán tiếp xem. Âm thần tức muốn nổ phổi. Người phụ nữ bí ẩn cười, chúng ta sắp đi rồi đấy. Âm thần quắc mắt trừng tiểu tháp một hồi rồi nhìn quanh quất bốn phía ra chiều trần trừ, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay. Bởi bà ta biết người kia cực kỳ để ý nơi này. Nếu bà ta dám ra tay làm hỏng thì tuyệt đối không thể gánh nổi hậu quả. Phải chờ thôi. Âm thần nhắm mắt lại. Đây là điều duy nhất bà ta có thể làm. Bên trong tiểu tháp, Diệp Quân nhìn ngó khắp nơi, phát hiện ra thời gian trong đây trôi qua khác với bên ngoài. Hắn không khỏi thở dài, đúng là nơi tu luyện tuyệt hảo. Đoạn Xếp Bằng ngồi xuống, mở quyển chân thần đạo điển trong tay ra, đập vào mắt ngay trang đầu tiên là hai chữ thuật điển. Hắn lật sang trang sau, thấy tựa đề thần thuật đại mệnh vận, một khi tu hành thì có thể chặt đứt mọi ràng buộc, dứt bỏ số mệnh nhân quả, khống chế vận mệnh mình trong tay. Thần thuật đại mệnh vận. Diệp Quân xem một hồi rồi lắc đầu. Thứ này dành cho cổ thần sư tu luyện, có thể giữ lại cho nhất nhất sư tỷ. Phần thứ hai sau đó là võ điển. Võ điển kia. Bên trong có hai loại võ kỹ, mà một trong đó khiến Diệp Quân ngây ra như phỗng khi nhìn thấy. Bất bại quyền kinh. Có bất bại quyền kinh ở trong này. Không chỉ dừng lại ở chiêu thứ sáu mà còn có thứ bảy và thứ tám, lần lượt là trưởng đạo và bất bại. Bất bại quyền kinh. Thấy Diệp Quân nhìn sang, Bát Huyền lắc đầu, ta không nhớ ra. Thế là hắn lại im lặng nhìn xem, thấy võ kỹ còn lại có tên Vạn Cổ Tuế Nguyệt. Vạn Cổ Tuế Nguyệt. Diệp Quân nhíu nhíu mày, đang định nghiên cứu tỉ mỉ thì thấy Bát Huyền ngẩng phát dậy như cảm nhận được điều gì. Hắn nhìn theo, chỉ thấy sắc mặt cô gái nghiêm trọng vô cùng. Nhưng chưa kịp hỏi thì nghe giọng người phụ nữ bí ẩn vang lên, không hay rồi. Diệp Quân không hiểu gì hết. Bên ngoài, âm thần xoay người lại nhìn chân trời, chỉ thấy nó vỡ toang hoác, đồng thời là một tia kiếm quang ẩm ẩm bắn ra. Kiếm thế hùng hậu bao trùm chân thần giới trong nháy mắt. Sắc mặt các thần linh đanh lại. Chấp kiếm nhân, kiếm tu mạnh nhất chân vũ trụ. Đến rồi, chấp kiếm nhân. Diệp Quân nhận thấy tình hình có điều không ổn bèn lập tức đưa Bát Huyền rời khỏi tiểu tháp. Vừa bước ra, hắn ngẩng đầu nhìn chân trời, phát giác kiếm thế khủng khiếp kia thì sắc mặt trầm xuống. Là chấp kiếm nhân. Hắn lập tức nhớ ngay đến cảnh kiếm chủ Vĩnh Hằng khiêu chiến người này vào ngày hôm ấy. Uy lực của đường kiếm kia đến nay vẫn hằn sâu trong tâm trí hắn, không một khắc lu mờ. Từ đó hắn cũng biết, hắn căn bản không phải đối thủ của bà ta. Nơi chân trời, chấp kiếm nhân vẫn chưa xuất hiện, nhưng kiếm thế tản ra đã đủ khiến lòng người tuyệt vọng. Quá mức kinh khủng. Sắc mặt Diệp Quân trở nên nghiêm trọng chưa từng có. Bỗng một quầng sáng mở ụp lên hắn và Bát Huyền, đi. Giọng nói vừa dứt, thời không trước mặt họ vỡ ra, quầng sáng lập tức đưa cả hai bay vút vào. Âm thần biến sắc, vội vàng tung ra cú đấm hỏng giữ chân họ lại, nhưng lại có một quầng sáng khác xuất hiện đón lấy. Uỳnh! Quầng sáng tan vỡ, âm thần bị đánh bay đi. Ba vị đại đế kia thấy vậy thì quả quyết lựa chọn không ra tay. Sức mạnh của âm thần vốn đã hơn bọn họ, nếu bà ta còn không phải là đối thủ của bên kia thì thôi không ra tay còn hơn. Âm thần dừng lại, thấy Diệp Quân đã bị truyền tống rời đi thì sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Bỗng một luồng kiếm quang đáp xuống cách đó không xa, mang theo kiếm thế hùng hậu khiến những người có mặt phải nín thở. Âm thần chăm chú nhìn người phụ nữ xuất hiện trước mặt. Chấp kiếm nhân. Người này thoạt nhìn còn khá trẻ, chỉ mới tầm 20, khoác váy màu trắng ngà như mây, gương mặt thanh thoát không phấn son, tóc xóa dài đến dưới eo, tay cầm một thanh kiếm có vỏ, trên chuôi kiếm có khắc hai chữ chấp pháp. Kiếm chấp pháp. Ánh mắt người phụ nữ không chứa bất kỳ cảm xúc gì, lạnh lẽo như một tảng băng. Bà ta chính là chấp kiếm nhân. Kiếm tu mạnh nhất chân vũ trụ hiện nay, cũng là thống lĩnh đương nhiệm của quân cận vệ. Sự xuất hiện của bà ta khiến sắc mặt âm thần và ba đại đế đanh lại. Chấp kiếm nhân vốn có tiếng là vô cùng bí ẩn ở chân vũ trụ, ngay cả một số cường giả thế hệ trước cũng không biết nhiều về lai lịch. Chỉ biết bà ta là một trong những người đầu tiên đi theo chân thần. Còn tên thật là gì thì không ai rõ. Chấp kiếm nhân nhìn thời không trước mắt, chân mày khẽ cau, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Âm thần thấp giọng nói, trong người tên Diệp Quân có một cường giả bí ẩn. Tỏa ra khí tức có phần quen thuộc với ta,
có thể là. Bà ta dừng lại tại đây. Chấp kiếm nhân im lặng một hồi rồi nói, các ngươi đi đối phó với vũ trụ quan huyên, thiếu niên kiếm tu nhân loại kia để cho ta. Âm thần, vậy còn bác thiên đạo? Chấp kiếm nhân thản nhiên nói, hoàng hôn và võ tướng đang lo liệu. Âm thần trần trừ, người bí ẩn trong cơ thể Diệp Quân kia. Chấp kiếm nhân, sẽ biết là ai ngay thôi. Dứt lời, bà ta nhấc chân đi tới. Chỉ một bước đi mà khiến thời không nứt vỡ, sau đó một tia kiếm quang biến mất tại chỗ. Chấp kiếm nhân đi rồi, âm thần im lặng một chốc rồi cũng rời đi. Thật ra bà ta không muốn nhằm vào Diệp Quân nữa. Bà ta đúng là căm hận nhà họ Diệp, nhưng bây giờ bà ta chợt phát hiện những người sau lưng hắn thật sự không hề đơn giản. Ai nấy đều mạnh vô cùng. Số lượng chỗ dựa cứ gọi là nhiều khủng khiếp. Nếu cứ tiếp tục thì thể nào cũng gặp nguy hiểm, vì vậy nên trước đó bà ta không hề liều mạng đến cùng, chỉ làm hết sức mình mà thôi. Âm thần không nghĩ nhiều nữa mà rời đi, ba vị đại đế cũng nhanh chóng nối gót. Trong một nơi mảnh thời không nọ, Diệp Quân đi lao đi với tốc độ cực nhanh, nếu không có quầng sáng nhạt đang bao bọc thì thân xác và linh hồn hắn đều không thể chịu nổi tốc độ này. Diệp Quân hỏi, tiền bối thắng được chấp kiếm nhân không? Người phụ nữ bí ẩn, không cho người biết. Diệp Quân ngớ người. Tiểu Tháp cũng hết ý kiến. Nó chợt phát hiện ra từ khi vết thương lành dần, người này bắt đầu thích làm màu hơn trước. Bỗng nhiên ở nơi xa có một tia sáng trắng lóa mắt hiện ra. Diệp Quân nhắm tịt mắt lại theo bản năng, một khắc sau đã bay xuyên qua nó. Đến khi cảm nhận chân đã chạm đất rồi, hắn mới mở mắt ra, nhưng rồi lại nhanh chóng nhíu mày. Mùi máu tanh nồng ập vào mũi. Diệp Quân nhìn xung quanh, thấy mình đang đứng trên một cánh đồng hoang, đất đai dưới chân là một màu đỏ sậm như bị máu tưới lên, bốn bề nồng nặc mùi máu. Hắn ngạc nhiên hỏi, tiền bối, đây là nơi nào? Người phụ nữ bí ẩn, vũ trụ vô gian, Quân Viễn Trinh của chân vũ trụ năm xưa từng đại chiến với trăm vạn gia tộc do Thanh Đế lãnh đạo ở đây. Trận chiến đó, cường giả của trăm vạn gia tộc đã bị tàn sát, máu tươi nhuộm đỏ cả vùng, đến bây giờ vẫn chưa tan đi được. Vũ trụ vô gian sao? Diệp Quân không khỏi ngạc nhiên khi biết tiền bối lại đưa mình đến địa bàn của Thanh Đế. Hắn nhìn khắp nơi, chỉ thấy một màu máu tươi vô tận, đủ để hiểu trận chiến năm xưa thảm khốc thế nào. Hắn thu hồi suy nghĩ, lại hỏi, vậy chúng ta đến đây để... Người phụ nữ bí ẩn đáp sau một hồi im lặng, ta nghĩ cái này thay cho ngươi. Nếu Tam Kiếm không ra tay thì vũ trụ quan huyên hoàn toàn không có phần thắng trước chân vũ trụ, mà cho dù thắng thì toàn bộ vũ trụ hiện hữu cũng sẽ rơi vào hỗn loạn. Diệp Quân nhíu mày, nghĩa là thế nào? Người phụ nữ bí ẩn, chân vũ trụ đến nay vẫn luôn một mình chống lại những thế lực khác. Ngoại trừ vũ trụ quan huyên của các ngươi ra, bọn họ còn đang đàn áp các tộc Bắc Thiên, bàn vũ cùng thế lực còn lại của thần đạo. Ngươi đã đến chân thần điện, không phát hiện ra cường giả cao cấp của chân vũ trụ rất ít sao? Diệp Quân gật đầu, có phát hiện. Người phụ nữ bí ẩn, đó là bởi vì phần lớn trong số ấy đang truy lùng tộc trưởng đời đầu tiên của tộc Bắc Thiên rồi. Diệp Quân thấp giọng lặp lại, tộc trưởng đời đầu tiên của tộc Bắc Thiên. Người phụ nữ bí ẩn, đúng hơn là truy lùng chuyển thế của ông ta. Có lẽ ngươi không biết, tộc trưởng đời đầu là Bắc Thiên Đạo, là một kẻ cực kỳ tàn nhẫn. Người khác chuyển thế sẽ yếu đi, ông ta càng chuyển thế càng mạnh lên, hơn nữa ở mỗi kiếp. Chỉ cần khôi phục sức mạnh đến đỉnh cao nhất là sẽ đi diệt sạch cường giả chân vũ trụ rồi khiêu chiến chân thần. Hiện giờ đã là lần chuyển thế thứ 9. Diệp Quân ngạc nhiên, ngay cả chân thần mà cũng không hoàn toàn giết được người này ư. Người phụ nữ bí ẩn đáp, tên này khá là đặc biệt, trong tay lại có cánh cửa luân hồi, một trong ba món thần khí trên thế gian. Muốn giết ông ta, trước tiên phải phá hủy được cánh cửa, nhưng một khi làm vậy thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ví dụ như người của chân vũ trụ không cách nào luân hồi nữa, chết chính là hết. Nhưng vũ trụ quan huyên sẽ không bị gì, bởi vì các ngươi có quy khư chi địa do chính chủ nhân bút đại đạo tạo nên. Diệp Quân thắc mắc, cánh cửa luân hồi. Người phụ nữ bí ẩn, phải, nó là thần khí đứng đầu thần đạo, được chủ nhân bút đại đạo tạo nên từ đại đạo là chính, có thể điều khiển mọi sinh tử luân hồi. Nếu nó bị phá hủy, trật tự luân hồi hiện có đều sẽ sụp đổ theo. Sinh linh của chân vũ trụ xem như xong đời. Nếu vũ trụ quan huyên các ngươi không có sẵn quy khư chi địa thì cũng xong theo,
bởi vì khi ấy sẽ không có sinh mệnh mới sinh ra nữa. Diệp Quân, chẳng lẽ sức mạnh của chân thần cũng không thể tạo nên trật tự luân hồi mới ư? Người phụ nữ bí ẩn, đương nhiên là có thể, nhưng ta cũng không rõ vì sao bà ta lại không làm. Bát Huyền chợt xen vào, bởi vì để làm vậy thì cần phải hy sinh cả một thế hệ, bà ta không đành lòng nên mới không làm. Diệp Quân kinh ngạc quay phát qua. Chỉ thấy cô gái rũ đầu không nói. Diệp Quân ngập ngừng, Bát Huyền, đừng nói với ta nàng chính là chân thần nhé, đùa thế không vui đâu. Sở dĩ hắn đoán như vậy là vì Bát Huyền quá mức bất thường, đã có lai lịch bí ẩn mà còn đọc hiểu chữ viết cổ của chân vũ trụ, bây giờ lại phán một câu như vậy làm hắn rét run. Nếu cô ấy thật sự là chân thần thì làm sao bây giờ? Bát Huyền chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Diệp Quân cười khổ, đừng vậy mà. Bát Huyền chỉ mỉm cười, vẫn không lên tiếng. Diệp Quân đành lắc đầu cười, lại hỏi, tiền bối, nếu cánh cửa luân hồi đã quan trọng đến vậy thì chẳng phải vị tộc trưởng kia có thể lợi dụng nó để uy hiếp sinh linh ở vũ trụ khác ư? Người phụ nữ bí ẩn, thì ông ta đã từng làm như vậy đấy. Năm xưa tộc Bác Thiên làm chủ hoàn toàn vũ trụ Bác Thiên, đồng thời không ngừng hút máu từ các vũ trụ khác. Sự tàn độc của họ ngươi không cách nào tưởng tượng ra đâu. Có biết vì sao huyết mạch họ lại mạnh đến vậy không? Vì họ không ngừng tìm kiếm nguồn huyết mạch đặc biệt để thôn tính. Năm xưa từng có một vũ trụ với rất nhiều chủng tộc có huyết mạch đặc biệt, cuối cùng đều bị họ nuốt chửng. Bà ấy thấp giọng thở dài, vũ trụ bao la, cường giả đứng đầu. Kẻ mạnh có thể tùy ý ức hiếp chiếm đoạt của kẻ yếu, đây là quy luật bất biến vĩnh hằng rồi. Diệp Quân nhíu mày, thôn tính huyết mạch. Người phụ nữ bí ẩn, phải, huyết mạch của ngươi cũng có thể làm điều này, nhưng không cần thiết. Tổ tiên của ngươi đã quá mạnh rồi, có thể dùng chính sức mình cưỡng chế nghịch thiên cải mệnh, nên gia tộc các ngươi hoàn toàn không cần phải cướp đoạt huyết mạch người khác để mạnh lên. Diệp Quân gật gù, ta hiểu rồi. Người phụ nữ bí ẩn lại nói, thần đạo năm xưa cũng từng nô dịch chư thiên vạn giới. Chủ nhân bút đại đạo càng muốn nắm giữ số mệnh của hết thảy chúng sinh trong tay nên mới tạo ra trật tự mới, để vạn vật phải tuân theo ý chí và suy nghĩ ông ta mà vận hành. Bà ấy thoáng dừng lại, ông ta lợi hại là thật, mà ta cũng không thể nói suy nghĩ ấy là sai. Bởi trật tự nguyên thủy nhất là do ông ta tạo ra trước, hơn nữa cũng chưa làm việc xấu gì. Nhưng nếu người đụng độ ông ta thì phải cẩn thận, bởi người này có thể khống chế đại đạo, biết rõ quy tắc vận hành của thiên địa, mưu kế rất sâu. Diệp Quân gật đầu, vâng. Người phụ nữ bí ẩn lại nói, lần này đưa ngươi đến đây, thứ nhất là để lánh nạn. Chủ nhân nơi này là Thanh Đế, tuy đã bị chân thần giết nhưng ý chí vẫn còn tồn tại, chấp kiếm nhân kia có đến đây cũng phải kiêng kỵ. Thứ hai là để xem có thể lấy được đạo thống của Thanh Đế, hoặc kết giao với hậu duệ hay không. Bát Huyền bỗng xen vào, bà ta không sợ ý chí của Thanh Đế. Diệp Quân vừa nhìn sang thì cảm nhận được đất trời sau lưng nứt vỡ, một thanh kiếm phá không lao đến. Chấp kiếm nhân. Hắn vội hỏi trong lòng, tiền bối. Bà ta không sợ ý chí của Thanh Đế. Làm sao bây giờ? Giọng nói kia im bặt suốt một hồi mới đáp, người giàu gì cũng lớn rồi, phải biết tự cáng đáng mọi chuyện. Ta đi nghỉ đây, lần sau nói chuyện tiếp. Diệp Quân. Tự cáng đáng. Nghe thấy lời của người phụ nữ bí ẩn, Diệp Quân nhất thời cạn lời. Hắn hiện tại không thể nào tự chống lại sức mạnh của chấp kiếm nhân này được, hắn cũng hiểu khá rõ thực lực của bản thân. Lúc này, chân trời đột nhiên nứt ra, sau đó, một cô gái chậm rãi xuất hiện, ánh mắt cô gái lạnh như băng, dù cách nhau mấy vạn trượng, Diệp Quân vẫn có thể cảm nhận được ý lạnh. Diệp Quân im lặng, có lẽ đây là người không dễ thuyết phục, chắc là không nói phải trái được. Bát Huyền bên cạnh Diệp Quân nhìn chấp kiếm nhân kia, nhíu chặt mày. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Bát Huyền, muội quen người này à? Bát Huyền cúi đầu không nói gì. Nhưng tay lại nắm chặt lấy tay hắn. Thấy cảnh này, Diệp Quân chỉ biết cười khổ. Rõ ràng Bát Huyền biết chấp kiếm nhân này. Nhưng vấn đề là sao cô ấy lại biết? Diệp Quân lắc đầu, không muốn suy nghĩ nhiều. Lỡ như Bát Huyền thật sự là chân thần. Hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều. Sau khi chấp kiếm nhân kia xuất hiện, bà ta chậm rãi đi về phía Diệp Quân. Nhưng lúc này, trong thiên địa chợt xuất hiện một lực lượng bí ẩn. Diệp Quân sửng sốt. Phía xa, chấp kiếm nhân híp mắt lại. Lúc này,
một ý chí mạnh mẽ thoáng chốc bao phủ lấy thiên địa, khi ý chí này xuất hiện, toàn bộ thiên địa lập tức trở nên hư ảo. Nét mặt Diệp Quân cũng trở nên vô cùng nặng nề, ý chí này rất đáng sợ, còn đáng sợ hơn ý chí bất khuất mà hắn gặp trước đây. Hắn biết đây chính là ý chí Thanh Đế trong truyền thuyết. Thanh Đế, tồn tại đáng sợ từng dẫn dắt trăm vạn gia tộc chống lại chân vũ trụ. Phía chân trời, chấp kiếm nhân kia dừng lại, bà ta nhìn ý chí Thanh Đế tràn ngập trong thiên địa, nét mặt vô cùng bình tĩnh. Chẳng mấy chốc, vô số ý chí ngưng tụ giữa đất trời, cuối cùng, một người đàn ông xuất hiện ở đối diện chấp kiếm nhân, người đàn ông mặc một bộ đồ xanh, hai tay chắp sau lưng, vóc người cao lớn, trên mặt có ý cười hờ hững. Thanh Đế. Sau khi Thanh Đế xuất hiện, Diệp Quân phát hiện xung quanh chợt có vô số hơi thở bí ẩn. Diệp Quân nhìn xung quanh, nơi đây ngày càng có nhiều hơi thở bí ẩn xuất hiện. Hắn biết những hơi thở này là của người của trăm vạn gia tộc còn lại năm đó. Rất mạnh. Dù năm đó trăm vạn gia tộc bị tàn sát, nhưng ít nhiều gì cũng có một vài người còn sống, mà hiện tại, bọn họ đã có thành tựu nhất định. Phía chân trời, Thanh Đế nhìn chấp kiếm nhân kia, cười nói, đã lâu rồi không có cao thủ cấp bậc như bà bước vào vũ trụ vô gian. Chấp kiếm nhân nhìn thẳng vào Thanh Đế, hôm nay ta đến đây chỉ là vì một người. Thanh Đế đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Quân cách đó không xa, khi thấy Diệp Quân, ông ta thoáng sửng sốt, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Diệp Quân chắp tay, vãn bối Diệp Quân bái kiến tiền bối. Thanh Đế cười nói với Diệp Quân, đúng là người tài đời nào cũng có. Diệp Quân nói, tiền bối, đã mang đến phiền phức cho ngài rồi. Thanh Đế cười nói, tiểu hữu này có thể khiến chấp kiếm nhân cô nương đích thân đuổi theo giết, xem ra lai lịch không hề đơn giản. Diệp Quân nhìn thoáng qua chấp kiếm nhân, không nói gì. Hắn cũng thấy rất khổ. Lúc ông nội ta ở đây, các ngươi không xuất hiện, ông nội ta vừa đi, các ngươi lại hiện lên đánh ta. Khổ quá khổ mà. Thanh Đế nhìn Diệp Quân, cười không nói gì. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta sẽ đi ngay đây. Vẫn nên tự giác thì hơn. Sức phiền phức đến cho người khác thì kỳ quá. Diệp Quân nói xong liền định rời đi, nhưng Thanh Đế đột nhiên cười nói, đợi đã. Diệp Quân nhìn về phía Thanh Đế, Thanh Đế cười bảo, tiểu hữu hiểu lầm ý ta rồi. Khi nãy hậu bối của ta nói với ta, tiểu hữu đến từ vũ trụ Quan Huyên, mà vũ trụ Quan Huyên hiện tại vẫn luôn chống lại chân vũ trụ, cũng vì thế, nên hôm nay ta muốn bảo vệ tiểu hữu. Nghe thấy thế, Diệp Quân bỗng thấy hơi bất ngờ, hắn không ngờ Thanh Đế lại đồng ý ra tay giúp đỡ. Lúc này, chấp kiếm nhân kia đột nhiên tiến lên một bước, vung kiếm chém ra. Thẳng thừng ra tay. Không nói nhiều một câu. Thanh Đế. Bà ta cũng không thấy sợ. Thấy kiếm chém tới, Thanh Đế cười to, chỉ tay ra, một ánh sáng xanh lập tức ngăn thanh kiếm kia lại. Nhưng lúc này, chấp kiếm nhân bước tới một bước, trong nháy mắt, kiếm thế ngút trời mãnh liệt kéo tới. Oanh! Trong nháy mắt, chấp kiếm nhân đã cùng Thanh Đế tiến vào trong thời không vô giới đen kịt. Trong thời không vô giới, chấp kiếm nhân đột nhiên biến mất. Thanh Đế kia cười to một tiếng, sau đó người rung lên, biến thành một ánh sáng xanh bắn tới. Trong nháy mắt, toàn bộ thời không vô giới bắt đầu sôi trào, những lực lượng đáng sợ không ngừng lan ra bốn phía. Diệp Quân nhìn thời không kia với nét mặt vô cùng nặng nề, dù hai bên cách nhau rất xa, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được một uy áp mạnh mẽ, uy áp này mạnh như có trăm vạn ngọn núi đè xuống đầu vậy. Mà đây còn là uy áp hai người kia tạo ra từ cách vô số thời không. Mạnh quá! Diệp Quân nhìn thời không kia, hắn siết chặt tay, lúc này, máu huyết của hắn đang dần sôi trào. Suốt chặng đường hắn đi, hắn phát hiện mình càng mạnh lên, sẽ càng cảm thấy mình rất yếu. Tầm nhìn được mở rộng, sẽ phát hiện chỗ thiếu sót của bản thân. Lúc này, Bát Huyền chợt cất lời, người đó đánh không lại đâu. Diệp Quân nhìn về phía Bát Huyền, cô ấy nói rõ hơn, nam đánh không lại nữ. Diệp Quân hỏi, tại sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 27.